Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả audiobook Đức Mẹ Đến Với Thế Gian của Nguyễn Ngọc Ngạn, trích đoạn thánh ca với tiếng hát của Khánh Ly, Mai Thiên Vân, Ngọc Hạ và Đình Bảo. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Thưa quý thính giả, câu chuyện hôm nay tôi sắp gửi đến quý thính giả hoàn toàn không có mục đích thuyết giảng, mà chỉ là những ghi nhận và suy nghĩ của một giáo dân, suy nghĩ về một hiện tượng quan trọng trong dòng sinh mệnh của người Công giáo nói chung. Đó là những lần Đức Mẹ hiện ra với nhân loại nhằm truyền đạt các thông điệp của Thiên Chúa. Tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Fatima, bởi năm nay đánh dấu đúng 100 năm Đức Mẹ đến với nhân loại trong khung cảnh phức tạp của thế giới ngày ấy. Năm 1917, đệ nhất thế chiến đang diễn ra khốc liệt, và nhất là nước Nga đang biến thành Liên bang Xô Viết, đặt nền móng đầu tiên cho chủ nghĩa vô thần, để rồi từ nước này sẽ lan rộng sang nhiều quốc gia khác. Lịch sử giáo hội Thiên Chúa đã có những khúc rẽ nghiêm trọng như sự ly khai của chính thống giáo, của anh giáo và hàng trăm hệ phái tin lành khác. Họ không muốn thống thuộc La Mã nữa, nhưng nói chung họ vẫn tin Chúa. Chỉ riêng chủ nghĩa cộng sản thì tấn công thẳng vào thành trì của niềm tin, chống lại mọi tôn giáo, coi tôn giáo là liều thuốc phiện du ngủ mọi người để dễ sai khiến. Như thế, đây là lần đầu tiên giáo hội Công giáo sắp phải đương đầu với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Trong nỗi lo âu ấy, sự xuất hiện của Đức Mẹ tại Fatima phải nói là một ân sủng quá lớn, là nguồn an ủi và là niềm hy vọng vô bờ cho giáo hội, dựa vào lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima rằng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Thưa quý thính giả, tôi thường nghĩ Chúa Giêsu sau khi trao nhiệm vụ cho các tông đồ rồi về trời thì gần như người không hiện xuống thế gian nữa. Nếu có thì chỉ qua một số cá nhân riêng lẻ được Chúa chọn dưới hình thức mặc khải xuất thần, tương tự như Thánh Gioan ghi lại trong sách Khải Huyền. Chúa không hiện xuống nhưng bù lại để nhắc nhở nhân loại sự hiện diện của Chúa thì rải rác trên toàn cầu lâu lâu chúng ta thấy có những người được ban năm dấu thánh nhằm làm thức tỉnh những ai quên mất công ơn cứu chuộc của Chúa, quên mất con đường thập tự giá khốn khổ mà Chúa đã bước đi thay cho nhân loại tội lỗi. Quan trọng hơn nữa, Chúa không hiện ra, nhưng thay vào đó, Chúa thường cho Đức Mẹ đến với thế gian. Nói cách khác, công việc truyền đạt thông điệp của Chúa cho nhân loại từ 2000 năm nay là vai trò chủ yếu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vai trò của Đức Mẹ càng ngày càng lớn lao, bởi Mẹ là nhịp cầu nối liền Thiên Chúa với giáo hội. Linh mục dòng tên Richard Foley viết cuốn Mẹ Maria và Thánh Thể. Linh mục Việt Châu dịch sang tiếng Việt, trong đó có câu: Đức Mẹ đến không phải vì vinh quang của Đức Mẹ, mà là để tôn vinh Chúa Cứu Thế. Sứ mệnh của Đức Mẹ là giúp chúng ta nhận lãnh được các ơn phước và dùng các ơn phước ấy để thanh tẩy tâm hồn ta và phục hưng thế giới. Thưa quý thính giả, Đức Mẹ đã hiện ra ở nhiều nơi trên địa cầu này, và tất cả những nơi đó đều nhanh chóng biến thành những địa điểm hành hương. Hàng năm, người thập phương ùn ùn kéo tới để xin ơn hoặc tạ ơn. Ngay tại Việt Nam nhỏ bé của chúng ta cũng có La Vang và Trà Kiệu, là hai nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra trong thời kỳ đạo bị bách hại, và mới đây Bình Triệu. Trà Kiệu và Bình Triệu chưa được tòa thánh chính thức công nhận, giống như Garabaran ở Tây Ban Nha và Meju, thường gọi là Mễ Du, ở Bosnia.
Chưa công nhận không có nghĩa là phủ nhận sự kiện Đức Mẹ đã hiện ra ở những nơi đó, mà theo linh mục Richard Foley thì chỉ có nghĩa là sự vận động chưa đầy đủ, chưa đạt được kết luận khẳng định về đặc tính siêu nhiên của các biến cố cũng như các sứ điệp thiêng liêng ở những nơi ấy. Ngay như trường hợp Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cụ thể như thế, mà giáo hội cũng phải mất tới 13 năm mới chính thức xác nhận. Điều này cũng nói lên sự cẩn trọng thường lệ của giáo hội, bởi với giáo hội công giáo, bên cạnh đức tin vẫn phải có lý trí. Chỉ có đức tin mà không có lý trí thì dễ trở thành mê tín dị đoan. Thỉnh thoảng chúng ta hay nghe nói đến những trường hợp tượng Đức Mẹ khóc hoặc Thánh Giá Chúa tỏa hương thơm ngát. Chuyện lợi dụng buôn thần bán thánh thì chắc chắn là không có, hoặc nếu có thì rất ít khi xảy ra, bởi người công giáo không ai dám làm điều phạm thượng ấy. Nhưng có thể vì đức tin quá mạnh khiến người ta dễ nảy sinh óc tưởng tượng mà cho rằng Chúa hoặc Đức Mẹ đã làm phép lạ. Tôi xin thêm một chi tiết ở đây cho rõ hơn. Hiện tượng Đức Mẹ khóc xảy ra khắp nơi trên thế giới. Có khi đúng, có khi không, giáo hội Hoa Kỳ đã in hẳn một cuốn tài liệu ghi lại những trường hợp tượng Đức Mẹ chảy nước mắt ở nhiều nơi trên đất Mỹ để giữ làm tài liệu tham khảo sau này. Tượng Đức Mẹ khóc nổi tiếng nhất là ở Nhật. Năm 1975, trong tu viện tại Akita có bức tượng Đức Mẹ cao 1 mét, đứng trên quả địa cầu giang hai tay. Bỗng một hôm người ta thấy máu chảy ra từ trong đôi mắt của Đức Mẹ. Trong 6 năm 9 tháng, Đức Mẹ khóc tất cả là 101 lần. Người Nhật vốn rất cẩn trọng và nặng đầu óc khoa học, giáo hội Nhật lại càng sợ mang tiếng, nên đưa các bác sĩ, các nhà khoa học đến tận nơi thử nghiệm. Cuối cùng họ xác nhận đó là nước mắt của người thật, và những giọt máu lẫn trong nước mắt đó là thuộc loại máu O. Ở Sài Gòn ngày 21 tháng 9 năm 1982, tượng Đức Mẹ Hòa Bình cũng chảy nước mắt. Nhưng thời ấy chế độ Cộng sản còn quá khắt khe, không ai có thể leo lên lấy nước mắt từ bức tượng đó xuống để thử nghiệm, nên mọi chuyện rồi cũng chìm đi. Như trên tôi vừa đề cập, câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với 4 em bé mới lên 10 ở Gaba Bendan, một thành phố nhỏ miền Bắc Tây Ban Nha, để nhắc nhở giáo dân về bí tích thánh thể, mới xảy ra từ 1961 đến 1965. Rồi câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên ở Meju, Bosnia, càng mới hơn, vừa diễn ra năm 1984 đây thôi. Thời gian gần gũi như thế mà giáo hội còn chưa kiểm chứng được để công nhận, huống chi hiện tượng Đức Mẹ hiện ra ở Trà Kiệu hay Bình Triệu trên đất nước chúng ta. Xa xôi về địa lý, lại thiếu vận động và minh chứng cụ thể, nên có bị chậm trễ cũng là điều dễ hiểu. Xin nhấn mạnh lại ở đây một lần nữa để tránh sự hiểu lầm. Khi nói giáo hội chưa công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở một nơi nào đó, thì chỉ có nghĩa là giáo hội cần chờ thêm tài liệu chứng minh, chứ không phải giáo hội bác bỏ hay phủ nhận. Và dù chưa công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra, nhưng giáo hội vẫn công nhận đền thờ Đức Mẹ ở nơi đó, vẫn công nhận địa điểm hành hương và ban phép lành tòa thánh cho địa điểm và những người đến hành hương. Thí dụ cụ thể nhất là chuyện Đức Mẹ hiện ra ở làng Nốc, Ái Nhĩ Lan năm 1879. Cho đến giờ này giáo hội chưa chính thức xác nhận. Nhưng năm 1979, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đó, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến hành hương và quỳ cầu nguyện tại đền thờ Đức Mẹ ở thánh địa này. Chúng ta cũng đừng quên đạo công giáo ở nước ta bị bách hại suốt từ thời Trịnh Nguyễn qua Tây Sơn, rồi Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Văn Thân. Tổng số giáo dân bị giết vì đạo có thể lên đến con số cả 100.000. Vậy mà chúng ta chỉ có danh tánh 117 vị tử đạo để đệ trình giáo hội xin phong thánh, mà cũng phải chờ thời gian rất lâu từ chân phước lên hiển thánh. Như tôi đã nói ở trên, đó là sự cẩn trọng cần thiết của giáo hội.
Thưa quý thính giả, trước khi nói đến Fatima, tôi mạn phép mời quý thính giả quay về với đất nước ta để ôn lại vài nét về Đức Mẹ La Vang. Sự kiện La Vang cực kỳ quan trọng bởi từ ngày Giáo hội Việt Nam thành hình, đây là lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra trên đất nước khốn khổ của chúng ta. Cũng xin thưa với quý thính giả là bài này, sở dĩ tôi viết lan man, mở rộng đề tài, mục đích để chúng ta thấy, ở mỗi hoàn cảnh không gian và thời gian, Đức Mẹ đều ban một thông điệp khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của từng điểm. Chẳng hạn Đức Mẹ hiện ra ở La Vang thì ý nghĩa rõ rệt nhất là Đức Mẹ che chở các giáo hữu khi gặp khốn khó. Tài liệu sử chưa xác nhận rõ chuyện xảy ra vào năm nào, nhưng giáo hội lấy năm 1798 để kỷ niệm Đức Mẹ La Vang. Tương truyền, dưới đời vua Cảnh Thịnh, lệnh cấm đạo gắt gao được thi hành ở Dinh Cát, tỉnh Quảng Trị. Thời vua Quang Trung, tuy vua cũng cấm đạo vì Nguyễn Ánh là đối thủ của vua dựa vào thế lực của Pháp, nhất là giám mục Bá Đa Lộc. Nhưng vua Quang Trung không cấm đạo triệt để như những vua nhà Nguyễn sau này. Vua thực tế hơn, có những khoảng thời gian bắt người công giáo nộp tiền để dùng làm quân lương, và mỗi khi quan quân bắt được một vị thừa sai nước ngoài hoặc một linh mục bản xứ hay một giáo dân quan trọng, thì sứ đạo có thể đem tiền đến chuộc để lãnh người đó về. Khi vua Quang Trung băng hà, con lên thay là vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản và em vua là hoàng đệ Nguyễn Quang Thủy vốn không quan tâm lắm đến đạo công giáo, nhưng vì Thái sư Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền ra lệnh lùng bắt và chém giết người công giáo không nương tay. Lý do chính theo Bùi Đắc Tuyên giải thích với vua là vì giám mục Bá Đa Lộc vừa đem quân tiếp viện cho Nguyễn Ánh. Sau đó năm 1797 lại có người lính của vua Cảnh Thịnh bắt được lá thư của Nguyễn Ánh gửi cho giám mục La Bạc Tét ở Huế. Vua mới nổi giận vì cho rằng người công giáo hỗ trợ cho Nguyễn Ánh. Từ đó vua Cảnh Thịnh đồng ý để Thái sư Bùi Đắc Tuyên tiêu diệt đạo công giáo. Trong một cuộc tấn công của quân Tây Sơn, giáo duân thuộc mấy họ đạo Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy trốn vào thôn La Vang nằm sâu trong rừng. Dù đói khát và bệnh tật, đêm đêm họ vẫn tụ tập nhau, quỳ gối đọc kinh chung. Bỗng họ thấy một bà rất đẹp mặc áo choàng hiện ra trên cây đại thụ trước mặt họ. Họ biết ngay đó là Đức Mẹ vì có bồng chúa hài đồng và có hai thiên thần đứng hai bên. Họ khóc òa lên vì sợ hãi và cảm động. Đức Mẹ ngỏ lời an ủi các giáo dân khốn khổ và khuyên họ lấy lá quanh đó nấu nước uống để chữa bệnh. Đức Mẹ hiện ra với họ nhiều lần như vậy, cho nên khi tai qua nạn khỏi, họ kéo nhau trở lại chỗ linh thiêng ấy để thờ kính Đức Mẹ. Nhà thờ đầu tiên được dựng lên mái tranh vách đất sơ sài, nhưng lại bị quan quân, nhất là văn thân đến đốt bỏ. Giáo dân lại dựng ngôi nhà thờ mái tranh vách đất khác. Cho đến năm 1886, Đức Giám mục Địa Phận mới khởi xây thánh đường mới, kéo dài 15 năm mới khánh thành. Cũng là Đại hội hành hương La Vang lần thứ nhất năm 1901, và Đức Cha đề nghị cứ 3 năm tổ chức hành hương một lần để tạ ơn Đức Mẹ. Năm 1917, trong dịp lễ Tam Nhật kính Đức Mẹ, đã có đến 20.000 giáo dân khắp nơi đổ về La Vang. Thấy lòng sùng kính của giáo dân khắp nơi, lại thêm nhà thờ hiện tại vừa cũ vừa không đủ sức chứa, nên Đức Cha sở tại vận động giáo dân đóng góp để xây nhà thờ mới. Năm 1928 khánh thành nhà thờ mới, cũng là Đại hội hành hương La Vang lần thứ 9, có đến hơn 100.000 người tham dự. Năm 1961, Đại hội hành hương lần thứ 15, cả 100.000 người đổ về. Nhà thờ La Vang được Đức Giáo Hoàng John 23 nâng lên thành Vương Cung Thánh Đường. Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục là người đứng đầu dự án biến vùng đất cằn cỗi này thành một trung tâm sùng kính Mẹ Maria. Ngài cho xây quảng trường chuỗi mân côi, nạo vét hồ tĩnh tâm và dựng ba cây đa bằng bê tông tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Đến năm 1980 thì Hội đồng Giám mục Việt Nam biểu quyết chọn La Vang làm trung tâm thánh mẫu toàn quốc. Từ đó La Vang trở thành thánh địa hành hương nổi tiếng và bậc nhất của Việt Nam. Năm 1998, nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra và cũng là Đại hội La Vang lần thứ 25,
giáo dân khắp nơi về dự khoảng 150.000 người, mặc dầu đã có chỉ thị cứng rắn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị là chỉ được tổ chức ở cấp giáo phận, không được mời khách nước ngoài và không được mời rộng ra cả nước. Năm sau 1999 là năm toàn xá La Vang, lượng giáo dân đổ về trên dưới 300.000, trong đó có 22 giám mục và 265 linh mục. Số nữ tu thì nhiều vô kể. Hãng thông tấn AP kể lại rằng một giáo dân là bà Hồ Thị Hường 66 tuổi cùng nhóm người quen tổng cộng 54 người từ Sài Gòn ra dự đã được chứng kiến một sự kiện lạ là một đứa bé bị câm đã 10 năm, gia đình đưa đến cầu xin trước tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng dưới gốc ba cây đa. Ngay sau đó đứa bé bắt đầu nói được. Vì không thể phủ nhận được sự thành công quá lớn lao của Đại hội Đức Mẹ La Vang, báo Nhân dân của nhà nước vội loan tin vơ vào như sau: được sự giúp đỡ của chính quyền tỉnh Quảng Trị và sự hưởng ứng của giáo dân, nên Trung tâm Thánh Mẫu La Vang đã tổ chức suôn sẻ các chương trình đặt ra trong 3 ngày như rước kiệu, đồng tế, cầu nguyện và văn nghệ. Thưa quý thính giả, Quảng Trị là vùng đất khô cằn nhất của đất nước ta. Như lời linh mục Nguyễn Đức Vệ phát biểu trong diễn văn khai mạc Đại hội La Vang năm toàn xá 1999, đã khô cằn vì bị thiên nhiên bạc đãi, lại thêm nỗi thống khổ nhọc nhằn vì phải bảo vệ đức tin. Có thể vì thế mà 200 năm trước Đức Mẹ đã chọn nơi này để đến với Giáo hội Việt Nam lần đầu tiên, để an ủi, để nâng đỡ tinh thần những người con Thiên Chúa trong giai đoạn ngặt nghèo nhất. Khi bế mạc Đại hội năm 1999, Đức cha Nguyễn Văn Hòa đã nói: giờ đây La Vang không còn là chuyện riêng của Tổng giáo phận Huế nữa, mà là của mọi người, của giáo dân cả nước. Tiếp theo ý đó, chúng ta cũng có thể nói thêm rằng La Vang không phải chỉ là chuyện riêng của giáo dân quốc nội nữa, mà ngay cả giáo dân hải ngoại lúc nào cũng hướng về linh địa này. Biết bao nhiêu đền thánh Đức Mẹ La Vang hoặc giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã thành hình trên toàn cầu bởi địa danh La Vang từ 200 năm nay có một ý nghĩa rất cụ thể, đó là tình thương của Mẹ Maria dành riêng cho Giáo hội Việt Nam. Có lẽ điều đặc biệt nhất tại Đại hội Thánh Mẫu La Vang năm 1999 là sứ điệp mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã gửi đến bằng những lời hết sức xúc tích và khôn ngoan, trong đó có đoạn như sau: khi đến đền thánh La Vang là nơi vốn được tâm hồn các giáo hữu Việt Nam quý mến, các tín hữu phó thác cho Mẹ những vui buồn cơ cực, những hy vọng và đau khổ của họ. Như vậy họ hướng về Thiên Chúa và truyền cầu cho gia đình và toàn thể dân tộc của họ. Xin Chúa ban cho tâm hồn mỗi người những tâm tình an bình, tình huynh đệ liên đới, để mọi người Việt Nam ngày nay càng đoàn kết với nhau hơn, hầu xây dựng một thế giới trong đó mọi người sẽ sống tốt đẹp hơn, dựa trên các giá trị tinh thần và luân lý nòng cốt, và trong đó mọi người được nhìn nhận trong phẩm giá là con Thiên Chúa và trong niềm tự do với tình con thảo hướng về Chúa trên trời là đấng hằng giàu lòng thương xót chúng ta. Thưa quý thính giả, địa danh La Vang có nhiều cách suy diễn khác nhau. Có người cho rằng khởi thủy đó là hai chữ lá vàng, tên một loại cây ở vùng ấy thường dùng làm thuốc, nhất là cho các sản phụ. Có người lại bảo vì ở giữa rừng nên chắc là do hai chữ lá vàng mùa thu mà ra. Người khác lại phỏng đoán là vì dân ở đó nhiều người sống bằng nghề đi làm rừng, mà rừng La Vang nổi tiếng có nhiều thú dữ, nhất là cọp, cho nên dân chúng bảo nhau phải la vang, tức là kêu to lên để báo động cho nhau. Tuy nhiên, đại đa số các tài liệu sử đều tạm thời đồng ý rằng vùng đó khởi thủy có tên là Phường Lá Vàng. Các giáo sĩ ngoại quốc đến truyền đạo ghi lại địa danh này nhưng không bỏ dấu, nên hậu thế gọi là La Vang. Nhưng có quan trọng gì cái tên? Sự kiện Đức Mẹ hiện ra mới thật là điều đáng nói, mới làm cho cái tên La Vang trở thành bất tử. Cho đến nay, đã có biết bao nhiêu tài liệu viết về La Vang một cách hết sức trang trọng và kỹ lưỡng, chẳng hạn như La Vang Sự Tích Vãn của Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn,
Vãn tức là chuyện kể bằng thơ, thường là thơ lục bát, giống như chuyện thánh Aleso. Mục đích để cho giáo dân dễ nhớ, thí dụ mấy câu đầu như sau: Trời sinh cái chốn lạ lùng, tự nhiên giữa núi nên cung Đức Bà. Truyền rằng có một cây đa mọc trên núi nọ gọi là La Vang. Trong sứ đạo bà du cháu, mẹ du con thường đọc những vần thơ tương tự như thế, nên thế hệ này truyền xuống thế hệ khác, đa số đều thuộc nằm lòng những bài vãn về cuộc đời Chúa, Đức Mẹ hoặc các thánh. Một vài cuốn sách khác viết về La Vang như Tự tích tôn kính Đức Mẹ La Vang của Joseph Trang ở Quy Nhơn, Linh địa La Vang của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc, Đức Mẹ La Vang và Giáo hội Công giáo Việt Nam của Linh mục Hồng Phúc. Nhưng trước đó biết bao nhiêu tài liệu hoặc những chuyện kể đã ghi lại trong báo Nam Kỳ Địa Phận, Biên niên ký Hội thừa Sai Paris, hoặc giáo sư Nguyễn Lý Tưởng tán tụng Linh địa La Vang trong tác phẩm Thuyền Ai Đậu Bến Văn Lâu, Việt Nam giáo sử của Linh mục Phan Phát Huồn, Việt Nam công giáo sử của Tiến sĩ Cao Thế Dung cũng đều dành một phần đáng kể cho hiện tượng siêu nhiên này. Và đáng nhớ nhất là sau lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 19 tháng 6 1988, chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kể lại sự tích Đức Mẹ hiện ra ở La Vang để nhắc mọi người về những thời kỳ khốn khó mà Giáo hội Việt Nam đã từng trải qua. Trong cuốn Những trang nhật ký của một linh mục, tác giả Nguyễn Tầm Thường kể lại chuyện cha đi hành hương Đức Mẹ La Vang năm 1998, gặp một người đàn ông và người ấy cho cha biết ông bị chứng nhức đầu như búa bổ kéo dài đã hơn 40 năm. Trước năm 1975 ở Sài Gòn, người Mỹ cũng đã chữa giúp ông nhưng không khỏi. Thuốc aspirin ông uống từng vốc vẫn chả ăn thua gì. Ông đến cầu nguyện Đức Mẹ La Vang, không dám tin rằng mình sẽ được mẹ cứu giúp. Nhưng quả nhiên ông hết hẳn bệnh nhức đầu mà ông đã phải chịu đựng hơn nửa đời người. Phép lạ tuy không cụ thể như người què bỏ nạng, người mù sáng mắt, nhưng ông tin chắc đó là phép lạ của Đức Mẹ La Vang đã đoái thương đến ông. Chuyện Đức Mẹ chữa ông khỏi bệnh nhức đầu kinh niên chẳng biết có đúng hay không, nhưng ít ra là ông có một niềm tin mãnh liệt ở Đức Mẹ. Vì tin, ông mới lặn lội đường xa tìm đến cầu xin Đức Mẹ ở linh địa này. Mở lại mớ tài liệu cũ, cuốn Notre Dame de La Vang còn ghi một câu chuyện như sau. Trên lãnh thổ La Vang, từ ngày có bà đẹp đẽ hiện ra, cọp rừng không những chẳng còn bén mảng tới nữa mà cũng không còn làm hại người công giáo hay kẻ sở mộ La Vang. Mặc dầu các vùng lân cận thì vẫn bị cọp quấy nhiễu và người ta cũng dễ bắt gặp con thú dữ mỗi khi phải băng qua rừng. Chỉ cần kêu danh Đức Mẹ La Vang là cọp bỏ chạy. Đọc những lời truyền tụng trên đây, chúng ta thấy rõ sau khi được Đức Mẹ hiện ra cứu giáo dân thoát khỏi nạn Tây Sơn, sự phấn khởi và lòng sùng tín của họ bùng lên cực mạnh, đến nỗi họ cho rằng hễ gặp cọp, chỉ cần kêu tên Đức Mẹ là cọp sẽ bỏ chạy. Mà đó không phải chỉ là những lời đồn miệng với nhau đâu, còn ghi lại đầy đủ bằng thơ như sau. Truyền rằng Đức Mẹ hiện hình, tay bồng ấu Chúa oai linh vô cùng, cứu người vô chốn sơn trung, khỏi lầm vuốt hổ, miệng hùm răng beo. Những câu thơ tương tự như thế đủ thấy niềm tin và quyền năng của Đức Mẹ trong lòng giáo dân ngày ấy mãnh liệt biết chừng nào. Ngày nay La Vang thuộc huyện Hải Lăng, chỉ cách thị xã Quảng Trị 6 cây số. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, một người không công giáo, quê Quảng Trị, giữa cuộc chiến khốc liệt ở miền Nam, đã hướng về đền thánh Đức Mẹ La Vang sáng tác bản nhạc kinh chiều với những lời nguyện cầu tha thiết nhất cho hòa bình đất nước. Vọng đến những hồi chuông câu
chiều vang trong lòng nhân dân mình, miệt mài cầu cầu xin, đang miệt mài cầu cầu xin, xin yêu thương. Chiều lại chiều không còn nên thắp giao đường, chiều lại chiều nghe đại bác át hồi chuông những kinh buồn, chiều lại chiều vang vang đều dưới anh hồng ngọn đèn màu Hoa Châu, dân mình nguyện cầu cầu xin xin yên vui. Sau La Vang thì phải nói đến Đức Mẹ Trà Kiệu. Trong bài thơ Nhớ Trà Kiệu, nhà thơ Vị Thủy viết mấy câu sau đây như một tiếng than nhẹ nhàng. Quảng Trị có La Vang, Quảng Nam có Trà Kiệu, La Vang ai cũng biết, Trà Kiệu mấy ai hay. Giáo xứ Trà Kiệu nằm trong huyện Duy Xuyên, cách Đà Nẵng khoảng 40 cây số. Có thời Trà Kiệu là trung tâm hành hương của giáo phận Quy Nhơn, nhưng bây giờ thuộc về giáo phận Đà Nẵng. Lùi lại dòng lịch sử thì Trà Kiệu kể từ thế kỷ thứ tư đã là kinh đô của nước Sampa, tức là Chiêm Thành sau này. Theo sử liệu thì một vị thừa sai dòng Augustino người Bồ Đào Nha đến truyền đạo đầu tiên tại đây, và đến năm 1628 thì Trà Kiệu xây dựng được ngôi thánh đường Tiên Khởi. Nhiều nguồn sử liệu ghi chép các chi tiết khác nhau, nhưng tựu chung đều cho rằng Trà Kiệu là một trong những nơi mà hạt giống đức tin được gieo trồng sớm nhất ở đằng trong. Ở đằng ngoài thì sử ghi rõ là vị giáo sĩ đầu tiên qua truyền giáo là ở làng Trà Lũ, huyện Giao Thủy, và làng Ninh Cường, Quần Anh vào năm 1533 dưới đời vua Lê Trang Tôn. Nếu tính từ đó đến nay thì giáo hội Việt Nam đã hiện diện gần 500 năm. Lịch sử đạo Công giáo Việt Nam trong suốt mấy trăm năm kể từ khi mới thành hình luôn luôn ghi đậm những nét đau thương nhưng hào hùng, vì máu các thánh tử đạo đã đổ xuống làm nền móng cho giáo hội vươn lên. Giáo xứ Trà Kiệu cũng không thoát khỏi thảm trạng ấy. Vua Tự Đức 14 tuổi đã cưới vợ. Tổng số vợ ông lấy là khoảng 104 bà, nhưng không có đứa con nào. Sau khi Tự Đức mất, truyền ngôi cho con nuôi cũng là cháu ruột, tức vua Dục Đức. Cái vụng về của vua Tự Đức là Dục Đức đã trên 30 tuổi mà vua Tự Đức không trao toàn quyền cho con, lại chia quyền cho ba quan phụ chánh đại thần, vô tình tạo cơ hội cho Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường công khai lộng quyền, gây nên bao nhiêu thảm cảnh làm tan nát triều đình nhà Nguyễn. Hai ông Tường Thuyết hạ bệ vua Dục Đức sau 3 ngày lên ngôi, bỏ cho vua chết đói trong ngục, rồi lập vua mới là Hiệp Hòa. Vua Hiệp Hòa sợ run bần bật vì nhìn tấm gương Dục Đức nên từ khước không muốn làm vua, nhưng hai ông bắt phải lên ngôi. Được 4 tháng thì hai ông lại chuốt phế rồi ép vua uống thuốc độc chết. Những vị quan ngay thẳng như Trần Tiến Thành, Phan Đình Phùng đều bị hai kẻ gian thần này trừng phạt và đuổi về làm dân. Sau vua Hiệp Hòa đến vua Kiến Phúc cũng chỉ ngồi vài tháng trên ngai rồi bị nghịch thần giết luôn. Sau đó họ lập vua Hàm Nghi, rồi đưa vua Hàm Nghi khỏi kinh đô đi Quảng Trị lập chiến khu. Nguyễn Văn Tường bị Pháp bắt đưa đi đày, còn lại mình Tôn Thất Thuyết tiếp tục lộng hành. Để có lực lượng chống Pháp, ông mượn danh vua ban hịch Cần Vương, đồng thời phục hồi lại phong trào văn thân. Lời kêu gọi Cần Vương của vua thì được nhiều người đáp ứng, nhiệt tình đánh Tây dù phương tiện rất thô sơ, nhưng phong trào văn thân thì tuy nêu câu khẩu hiệu bình Tây sát tả mà thực tế chỉ hăng say giết người Công giáo mà thôi. Hồi ở Sài Gòn tôi thấy có tên đường Tôn Thất Thuyết, tôi cứ tự hỏi tại sao một kẻ đại nghịch bất đạo như thế mà được đặt tên đường. Dù có công đánh Pháp đi nữa thì tội giết vua đáng lẽ thời trước là phải tru di tam tộc, huống chi Tôn Thất Thuyết cũng chưa gây được công trạng gì trong việc đổi ngoại xâm mà chỉ được đời nhớ đến
nhờ giết đến mấy ông vua của nhà Nguyễn. Văn thân theo định nghĩa là những người dùng chữ nghĩa để lập thân, tức là giới khoa cử trong chế độ phong kiến được dân chúng trọng vọng. Phong trào văn thân thật ra đã hình thành từ hơn 10 năm trước do đám sĩ phu ở Nghệ Tĩnh phát động, đứng đầu là Trần Tấn và Đậu Như Mai. Khởi đầu họ nêu chủ đích là chống hòa ước Nhâm Tuất 1862 nhường ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Người Pháp ước lượng chỉ trong khoảng 5 năm từ 1857 đến 1862 có khoảng 50.000 giáo dân bị giết ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nên trong hòa ước 1862 người Pháp nêu ra những điều khoản buộc triều đình phải bảo vệ tự do tín ngưỡng cho người Công giáo. Điều này làm văn thân càng phẫn nộ, họ vận động quần chúng đốt phá nhà thờ, tàn sát giáo dân, họ nêu cao khâu khẩu hiệu Bình Tây sát Tả, họ viết bài hịch trong đó có đoạn như sau: "Vậy trước hết xin giết hết giáo dân, rồi sau hãy đánh đuổi giặc Tây để giữ lấy cái văn hóa của nước ta đã có từ mấy ngàn năm nay. Chờ giết hết người Công giáo rồi mới đánh Tây thì đến kiếp nào các ông mới bắt đầu đánh Tây? Cho nên tuy nêu câu khẩu hiệu Bình Tây sát Tả, nhưng Bình Tây thì rất khó vì Tây có đồn bót, có vũ khí, còn sát Tả thì rất dễ bởi giáo dân hoàn toàn tay không. Cho nên rốt cục là văn thân né đánh Tây để chỉ lăn xả và giết người Công giáo mà thôi." Vua Tự Đức dần dần nhận ra đám văn thân đi quá đà, trở thành kiêu binh, không dám đánh Tây mà chỉ giết người Công giáo, nên vua không ủng hộ nọ, mà trái lại còn lo sự thế lực của họ, nếu lớn mạnh sẽ là mối đe dọa cho chính nhà vua. Vua ra lệnh giải tán văn thân. Nhưng nay vua chết rồi, Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Văn Tường mới khôi phục lại văn thân, bởi hai ông biết giới sĩ phu chỉ muốn độc tôn Nho giáo, còn bất cứ đạo nào cũng không thưa, nhất là tôn giáo lạ từ phương Tây đưa đến. Âu cũng là vận nước đến kỳ đen tối, cho nên nước ta bị Pháp đô hộ cũng phải. Kẻ thù sờ sờ trước mắt thì không tập trung sức lực toàn dân để đánh, mà lại đi xúi người biên lương, tàn sát người có đạo, đẩy hết giáo dân về phía kẻ thù, mặc dầu đâu phải giáo dân nào cũng ủng hộ ngoại bang. Bằng chứng là sau này khi Pháp đã nắm quyền cai trị rồi, những kẻ xu thời hợp tác với Pháp đâu phải toàn là người Công giáo. Sử gia Trần Trọng Kim viết trong Việt Nam Sử Lược nhận xét như sau về thời nhà Nguyễn: sức đã không đủ để giữ nước lại cứ làm điều ác, đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán lại đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi thế cho nên nước Pháp và nước Y Pha Nho mới nhân cớ ấy mà đánh nước ta vậy. Ở một đoạn khác, khi phê bình chính sách ngoại giao của vua Tự Đức, sử gia Trần Trọng Kim nhắc lại: trong thời đại khó khăn như đời vua Dực Tông, tức là vua Tự Đức, mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ, không biết theo thời mà mở nước cho người ta vào buôn bán, không biết nhân dịp mà khai hóa dân trí, lại vì sự sùng tín mà giết hại người trong nước, tức là người Công giáo, và đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi vậy, những lầm lỗi ấy cho nên nước Pháp mới có cớ dụng binh để báo thù cho những giáo sĩ bị hại. Lẽ tất nhiên Pháp muốn chiếm nước ta thì không có cớ này cũng có cớ khác. Nhưng ít ra, sử gia Trần Trọng Kim cũng đã nói đúng một điều là vì sự sùng tín mà giết hại người trong nước, nghĩa là bất cứ tôn giáo nào mới du nhập vào Việt Nam cũng đều bị coi là kẻ thù cả. Bằng chứng là khi chưa có dấu chân người Pháp trên đất nước ta thì vua chúa đã có lệnh cấm đạo rồi, chứ không phải vì giáo dân đi theo Pháp mới bị giết. Chỉ dụ của vua ra lệnh cấm đạo đôi khi không ghê gớm bằng hậu quả do phong trào văn thân gây nên. Trên thực tế, nhiều vị quan nhận lệnh của vua bắt giết giáo dân, họ cũng chỉ làm lấy lệ thôi. Thậm chí nhiều viên quan còn che chở cho người Công giáo. Nhưng riêng văn thân lập ra với mục đích để tiêu diệt người Công giáo, nên họ rất hăng say vận động người biên lương giết người có đạo, mà người biên lương thì quá đông so với người Công giáo. Điều ấy thật là vô lý, vì đạo Công giáo không hề làm hại ai, không hề hô hào chống triều đình, không hề lấn át Nho giáo, sao lại bị giết? Có lẽ nội cái việc đạo Công giáo chủ trương cấm đa thê đã đủ làm cho vua quan tức điên lên rồi, bởi đàn ông thời xưa hễ có chức có quyền thì chẳng ai chịu lấy một vợ bao giờ.
Cho đến nay, thưa quý thính giả, thỉnh thoảng tôi đọc báo hay xem sách, thấy vẫn có người bảo rằng Thiên Chúa giáo là sản phẩm ngoại lai, không phải văn hóa dân tộc. Thật ra thì ở nước ta có tôn giáo nào không du nhập từ nước ngoài đâu. Khổng giáo, Lão giáo thì từ Trung Quốc, Phật giáo thì từ Ấn Độ. Chỉ khác là các tôn giáo ấy bám rễ lâu đời ở nước ta hơn Thiên Chúa giáo, nên dần dà đã biến thành văn hóa dân tộc, dù nguồn gốc đích thực là xuất xứ từ nước khác. Trên thực tế, có lẽ chỉ có đạo thờ mẫu, thường gọi là đạo Tam Phủ hay Tứ Phủ, mới là tín ngưỡng dân gian thuần túy của Việt Nam mà thôi. Phật giáo hiện diện lâu đời ở nước ta từ thế kỷ thứ nhất, nhưng với bản chất hiền hòa của đạo Từ Bi nên gần như không có va chạm gì với Thiên Chúa giáo, đúng như bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ dâng lên vua Tự Đức năm 1863 có đoạn như sau: xét ra đạo Công giáo vào nước ta từ đời Lê, trước tiên các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến giảng đạo ở tỉnh Hưng Yên, tiếp đến các giáo sĩ người Pháp, người Y Pha Nho, được nhiều người tin theo. Lúc bấy giờ giáo dân và những người trong ba đạo Phật, Lão, Khổng tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng vẫn ân ái tiếp đón nhau, lễ nghĩa đối đãi nhau, năng lui tới với nhau không có gì hiềm khích, vì đều là con dân của nhà nước mà thôi. Thật ra thì đạo Khổng không phải là một tôn giáo, chứ đạo ở đây chỉ có nghĩa là đường lối hay con đường. Khổng Tử chỉ dạy cho người ta con đường sống, cách sống, quy định lại trật tự xã hội theo tam cương ngũ thường. Đạo Phật mới đích thực là một tôn giáo, hiểu theo định nghĩa thông thường là có đấng giáo chủ sáng lập, có triết thuyết, có giáo lý, có kinh kệ và có hệ thống tổ chức của giáo hội. Đạo Phật là đạo giải thoát. Đức Phật thấy con người ngụp lặn trong bể khổ mới tìm đường giải thoát cho chúng sinh. Như thế thì cả đạo Phật hay đạo Khổng hay đạo Lão đều nhắm đối tượng là con người hiện đang có mặt trong xã hội. Duy chỉ có đạo Thiên Chúa là tôn giáo duy nhất truy tìm về tận nguồn cội để đặt ra câu hỏi ai sinh ra con người, ai tạo dựng nên vũ trụ này, và câu trả lời dứt khoát là phải có một đấng tạo hóa gọi chung là Thượng Đế và người Công giáo gọi là Thiên Chúa. Các nhà nho thủ cựu ngàn đời chỉ biết nghe lời Khổng Tử với cái trật tự bất di bất dịch là quân sư phụ, vua đứng cao nhất, rồi tới thầy, rồi mới tới cha. Vua là thiên tử, tức là con trời, tất nhiên ở vị trí cao nhất. Bỗng bây giờ nghe nói đạo Công giáo là Thiên Chúa còn đứng trên cả vua, vì Thiên Chúa dựng nên loài người, làm các nhà nho thấy chướng tai gai mắt và coi Công giáo là kẻ thù, vì dám phá vỡ cái trật tự quân sư phụ đã ăn quá sâu trong trí các ông. Thật ra thì đạo Phật có mặt ở nước ta từ thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, và nhà nào thờ Phật thì Đức Phật cũng đứng trên ông vua, chứ có gì lạ đâu. Chả nhẽ bàn thờ Phật lại đặt dưới tượng vua? Như vậy thì gia đình Công giáo đặt tượng Chúa cao nhất có gì mới mẻ đâu, tại sao lại phải diệt? Người thờ Phật vẫn tôn trọng trật tự xã hội lâu đời là quân sư phụ. Người thờ Chúa cũng y như vậy, chứ có phải vì theo đạo Chúa rồi bất tuân phép nước, bất kính đối với thầy và bất hiếu đối với cha đâu. Theo tôi thì có lẽ trọng tâm nằm ở điểm này. Chỉ vì Công giáo có tổ chức chặt chẽ, lại tập trung thành từng giáo xứ và giáo dân hết lòng tuân phục hàng giáo phẩm, cho nên triều đình đâm ra sợ, sợ sức mạnh của sự tập trung ấy. Huống chi các linh mục từ Âu Châu sang nước ta giảng đạo lại quen dùng những thuật ngữ tôn giáo mà người ngoài đạo dễ ngộ nhận, chẳng hạn như đạo binh Đức Mẹ, đạo binh xanh, chiến sĩ đức tin, chiến sĩ truyền giáo vân vân, khiến vua quan hoặc hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc là Công giáo tổ chức quân đội riêng rồi sẽ có ngày âm mưu làm loạn, cho nên thà dẹp trước để đề phòng. Tôi lấy thí dụ, từ Việt Nam, cha Đắc Lộ viết lá thư gửi vua Louis thứ 14 của Pháp có đoạn như sau: tôi nghĩ rằng nước Pháp hiện là quốc gia sùng đạo nhất thế giới, hẳn có thể cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ lên đường chinh phục toàn cõi Đông Dương. Đoạn văn này ngay cả mới đây vẫn còn bị hiểu lầm, chứ không phải chỉ riêng thời cha Đắc Lộ còn sống. Những người chống đạo Công giáo cho rằng cha Đắc Lộ muốn vua Louis của nước Pháp gửi quân sang chiếm toàn cõi Đông Dương,
mặc dầu ý ra đắc lộ chỉ là chinh phục các linh hồn. Đó là cái ngặt nghèo mà các thừa sai cũng như giáo dân Việt Nam phải gánh chịu. Ở những nước như Mễ Tây Cơ, quân đội đế quốc, Tây Ban Nha đến xâm lăng trước, rồi sau đó các nhà truyền giáo mới thong dong qua giảng đạo. Còn ở những nước như Việt Nam, các nhà truyền giáo đến trước, nên khi có quân xâm lăng thì các nhà truyền giáo dễ bị kết án là gián điệp, giả vờ giảng đạo để làm đầu cầu cho ngoại xâm. Giả như đất nước ta ngày ấy có được ông vua sáng suốt biết nhìn xa như Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật, biết nghe những lời khuyến cáo chân thành của Nguyễn Trường Tổ, thì thật là hạnh phúc cho muôn dân. Vua đã hủ lậu mà quanh vua cũng toàn những người bảo thủ đến ngoan cố, cho nên cái trí của Nguyễn Trường Tổ đành mai một mà thôi. Học giả Lê Thước nhận xét về Nguyễn Trường Tổ rằng, tư tưởng và kiến thức của tiên sinh hơn người đồng thời muôn nghìn. Các bậc thức giả như Huỳnh Thúc Kháng, Á Nam Trần Tuấn Khải nghe chuyện Nguyễn Trường Tổ đều lấy làm tiếc cho vua không biết nghe theo người vừa có tài vừa có đức. Nguyễn Trường Tổ, người Bùi Chu, gia đình công giáo, cha là thầy thuốc đông y nhưng mất sớm. Thuở nhỏ Nguyễn Trường Tổ học chữ Hán với một ông tú tài ở trong làng. Khi đã tinh thông, ông được nhà thờ xứ Tân Ấp mời vào dạy chữ Hán cho những người hiếu học trong xứ đạo. Tại đây Nguyễn Trường Tổ có dịp gặp các giáo sĩ người Pháp nên ông học luôn tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ rất nhanh. Chữ Quốc ngữ thời ấy còn rất phôi thai do các giáo sĩ Tây Phương, đặc biệt là cha Đắc Lộ chế ra bằng cách dùng mẫu tự Latin phiên âm tiếng nói của người Việt Nam. Năm 1858, Đức cha Gautier đưa Nguyễn Trường Tổ sang Pháp ghé La Mã và được bái yết Đức Giáo Hoàng. Ở Pháp 3 năm ông về nước, người Pháp muốn dùng ông làm tay chân, nhưng vì lòng yêu nước ông từ chối và bỏ về quê sinh sống. Nhờ ở Pháp mấy năm, Nguyễn Trường Tổ mới thấy nước ta quá lạc hậu. Ông viết trước sau 14 bản điều trần gửi vua, đề nghị cải cách về mọi mặt để nước Việt Nam tiến lên. Cao Bá Quát chỉ sang tới Tân Gia Ba mà đã thấy mở rộng tầm mắt và viết bài thơ Tân Gia từ vượt con tàu, mới hay non nước một màu bao la. Giật mình khi ở xó nhà, văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi. Không đi khắp bốn phương trời, vùi đầu án sách uổng đời làm trai. Chỉ mới tới Tân Gia Ba đã thấy bầu trời bao la như thế, huống chi là Nguyễn Trường Tổ sang tận Paris và La Mã. Ông viết Sớ Dâng Vua có đoạn như sau: Hàn Công nói, biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Thế cho nên thân tôi tuy ở chốn giang hồ, mà hồn tôi vẫn gửi nơi lăng miếu. Tôi thật không nỡ nhìn thấy nước nhà đổ nát, trăm họ lưu ly, cho nên không xét phận hèn mọn mà dám phạm vào cái tội. Nói ngay nói thẳng, nếu cho lời tôi là khi trá hoặc có ai xúi dục, thì xin đem tờ biểu này treo ở quốc môn để sau này làm chứng. Lời lẽ của ông rất thống thiết, nhưng guồng máy hủ lậu lâu đời của vua Tự Đức không mấy quan tâm. Trong cuốn Công giáo Việt Nam, tác giả Sạc Khết viết, ngay cả khi làm thông ngôn cho Pháp, Nguyễn Trường Tổ vẫn giữ liên lạc với các quan chức triều Nguyễn và thông báo cho họ kế hoạch của Pháp. Và một trong những hành động cuối cùng của ông là đề xuất những biện pháp phòng thủ chống quân Pháp ở Nam Kỳ. Điều đó chứng tỏ dù theo đạo Công giáo và chịu ảnh hưởng nền văn minh Tây Phương, Nguyễn Trường Tổ vẫn không hề có thiện cảm với ngoại bang. Sau khi vua Tự Đức chết, đám văn thân được phục hồi. Nhóm này vốn chủ trương độc tôn nho giáo, đứng ra xúi dục người biên lương giết người biên đạo và coi đó là hành động yêu nước, cho nên một số dân chúng bị lôi quén theo. Họ đã tạo nên mối thù lương giáo, gây di hại lâu dài trong xã hội Việt Nam. Đối với Phật giáo, con kiến con ong còn không muốn giết vì sợ sát sinh, huống chi là giết người. Đầu tháng 9 năm 1885, đại quân văn thân bất ngờ kéo đến bao vây giáo xứ Trà Kiệu.
họ quyết chí san bằng nhà thờ và giết hết giáo dân. Nhiều người trong giáo xứ nao núng muốn xin hàng vì quân số của văn thân đông gấp 20 lần tổng số giáo dân. Nhưng cũng có những bổn đạo hết sức can đảm. Họ bàn rằng đầu hàng làm sao được. Nếu Trà Kiệu vì nổi loạn mà triều đình đem quân đến đánh thì mới có thể đầu hàng để xin tha mạng. Còn trường hợp này là văn thân cố ý đến để giết người công giáo thì dù có hàng họ cũng vẫn giết, cho nên chi bằng tập họp nhau cầu nguyện trước và chống cự sau. Cuối cùng mọi người đồng với ý kiến đó. Văn thân vây hãm giáo đường hơn một tuần, tấn công nhiều đợt, không làm gì được giáo dân Trà Kiệu, tổng số chỉ có chưa đầy 400. Văn thân tăng thêm quân số và mang súng thần công tới. Nhưng cuộc tổng công kích mãnh liệt ấy của văn thân không thành công vì một sự kiện linh thiêng đã xảy ra là nhà thờ và giáo dân Trà Kiệu được Đức Mẹ hiện ra che chở trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 1885. Giữa lúc dốc toàn lực đánh chiếm nhà thờ, quan quân văn thân đã phải khựng lại và kinh ngạc nói với nhau rằng có một người đàn bà rất đẹp mặc áo trắng đứng trên nóc nhà thờ. Chúng tôi bắn đạn bắn cung như mưa bão mà không tài nào trúng được bà ấy. Đạn hoặc tên cứ bay lên cao hoặc chệch sang bên cạnh. Lại có những người lính của văn thân kinh sợ kể rằng họ thấy có cả những đoàn quân thiếu nhi hay là đạo binh thiên thần canh giữ quanh nhà thờ mà họ không tấn công nổi. Khi văn thân bỏ cuộc, rút hết quân, linh mục quản nhiệm Jean-Baptiste Brière đã kể cho linh mục thừa sai Geoffroy nghe câu chuyện trên nóc nhà thờ, rồi rủ linh mục này đến Trà Kiệu ở lại 3 tháng để thăm hỏi và điều tra về hiện tượng lạ lùng ấy. Trong số các giáo dân chỉ có 2 người phụ nữ công bố là mình được nhìn thấy Đức Mẹ trên nóc nhà thờ, đó là bà Nguyễn Thị Trình và cháu bà là Phạm Thị Nhã. Một năm sau, linh mục Geoffroy mới viết bài tường thuật đăng trên báo Les Missions Catholiques có đoạn như sau: có thật Đức Mẹ Maria đã hiện ra hay không? Tôi không dám loan truyền một sự việc hệ trọng như thế này. Nhưng điều tôi chắc chắn là trong 2 ngày xảy ra cuộc chiến, quân văn thân cứ lặp đi lặp lại với nhau rằng họ đã thấy một người đàn bà đứng trên nóc nhà thờ. Lúc thì họ gọi bằng giọng tôn kính là một bà đẹp mặc đồ trắng. Lúc thì họ để lộ sự tức giận vì không sao bắn trúng bà. Giáo dân tử thủ trong khuôn viên nhà thờ nghe quân văn thân nói với nhau đều ngước mắt lên nóc nhà thờ. Cả cha quản nhiệm cũng trông lên nhưng dĩ nhiên không ai thấy Đức Mẹ. Riêng cha quản nhiệm Brière thì viết thư cho tòa giám mục Quy Nhơn như sau: thưa Đức Cha, thú thật là con không được nhìn thấy Đức Mẹ, nhưng con phải tin rằng đó là phép lạ, vì nhà xứ, nhà thờ đã thoát khỏi sự hủy diệt của súng thần công liên tục bắn trực xạ từ một ngọn đồi chỉ cách đó vài chục mét. Từ niềm tin tưởng ấy, giáo dân Trà Kiệu đã họp sức xây thánh đường Đức Mẹ Trà Kiệu để tạ ơn, long trọng tôn vinh tước hiệu Đức Bà phù hộ các giáo hữu, còn gọi là nhà thờ núi vì nằm trên ngọn đồi Bửu Châu mà giáo dân đã chiếm lại trong trận giao tranh cuối cùng với văn thân. Nhà thờ Đức Mẹ Trà Kiệu với dòng lịch sử oai hùng của nó đã thu hút khá đông khách tứ phương, tuy chưa bằng Đức Mẹ La Vang như cha quản nhiệm Mai Văn Tôn thú nhận. Tuy nhiên, có một người khách quý đã dừng chân ở đây năm 1983, đó là thi sĩ Xuân Diệu, ghi lại chút cảm xúc của ông sau khi thăm viếng nhà thờ Đức Bà phù hộ các giáo hữu như sau: trưa hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ, giữa đáy trưa trong lòng mẹ vô cùng. Con là sáo, mẹ là ngàn vạn gió, mẹ là trời, con là hạt sương dung. Tháng 5 năm 1971, Đức Cha Phạm Ngọc Chi đã long trọng công bố Trà Kiệu là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng. Rồi thời thế thay đổi, Việt Nam không may bị áp đặt trong chế độ Cộng sản. Suốt 2 thập niên 1975 đến 1995, mọi sinh hoạt tôn giáo thường lệ của Trà Kiệu bị ngưng lại hoặc giảm thiểu đi, cũng giống như các xứ đạo khác trên cả nước.
Mãi đến năm 1995, tình hình tương đối cởi mở, Đại hội Thánh Mẫu Giáo Phận mới tổ chức lại ở Trà Kiệu với khoảng 35.000 giáo dân về tham dự. Rồi đại hội lần thứ tư năm 1997 và lần thứ năm năm 2000, mỗi năm khách hành hương càng đông thêm vì số người từ hải ngoại về cũng nhiều. Họ về để tìm đến một địa danh đã mang dấu tích lịch sử bi thương nhưng oai hùng của Giáo hội Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy khác với tất cả những lần hiện ra ở những địa điểm khác trên toàn cầu. Tại nước ta, cả hai lần Đức Mẹ hiện ra ở La Vang và Trà Kiệu đều là giữa lúc giáo dân đang gặp nguy khốn. Có lẽ đó cũng là cái thông điệp mạnh mẽ nhất của Thiên Chúa muốn chúng ta phải luôn nhớ rằng dù trong lúc ngặt nghèo nhất thì vẫn có Đức Mẹ che chở các giáo hữu. Hôm nay quý thính giả nghe tôi kể lại câu chuyện này thì tất cả đều đã thuộc về dĩ vãng xa xăm. Nhưng nếu chúng ta mường tượng lại bao nhiêu đắng cay oan khuất của tiền nhân, từ hình phạt nhẹ nhất là đóng gông, thích chữ, tả đạo lên mặt hoặc phân sáp tức là lưu đày mỗi người hoặc mỗi nhóm nhỏ phân tán đi mỗi nơi để giáo dân không được tụ tập gần nhau, rồi tra tấn chặt đầu tất cả những giáo dân nào không chịu bước qua thánh giá, chúng ta mới thấy rõ một điều là máu các thánh anh hùng tử đạo cha ông chúng ta đã làm cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam tươi tốt và vững mạnh cho đến ngày nay và mãi mãi. Gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm, dòng họ đông đảo vốn theo Công giáo từ thuở xa xưa, tổ tiên gần 100 người nhà họ Ngô bị quan quân nhà Nguyễn nhốt trong nhà thờ rồi phóng hỏa thiêu sống tất cả mọi người. May mà còn có một nhánh nhỏ hôm ấy vắng mặt nên sau này mới có cụ Ngô Đình Khả làm phụ chánh đại thần cho vua Thành Thái và sinh ra anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta hướng ra những chân trời xa thăm viếng một số địa điểm Đức Mẹ đã hiện ra và được giáo hội chính thức công nhận. Trước hết là Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mễ Tây Cơ đã có từ tháng 12 năm 1531. Chúng ta còn nhớ Tây Ban Nha chiếm Mexico từ năm 1521. Thổ dân Aztec tức người Mexico bản xứ thời ấy cực kỳ lạc hậu. Họ thờ các tà thần và tin rằng hễ tế thần thì phải tế bằng người sống, kể cả trẻ con. Cho nên mỗi khi một vị vua lên ngôi thì cả chục ngàn thanh niên bị mổ bụng moi tim ra để dâng lên cho thần, hòng thần cho ông vua được sống lâu. Cũng vì lạc hậu như thế cho nên đại úy Cortes của Tây Ban Nha chỉ có một tiểu đoàn với ít súng ống mà nhà vua Mễ Tây Cơ với hơn 100.000 quân đã phải đầu hàng. Chỉ vì nghe Cortes bắn đoàn đoàn mấy phát súng, quân Mễ Tây Cơ cho rằng quân Tây Ban Nha là đạo binh của thần thánh nên không dám chống lại. Nhờ chiến thắng của Tây Ban Nha, các nhà truyền giáo tháp tùng quân đội vào Mễ Tây Cơ có cơ hội giảng đạo tự do trên mảnh đất mới này. Một hôm, cậu bé nhà quê John Diego trên đường đi lễ thấy trước mặt mình trên sườn con dốc, Đức Mẹ hiện ra sáng ngời. Cậu bé sợ hãi quá nhưng Đức Mẹ trấn an cho cậu điềm tĩnh lại và Đức Mẹ nói: "Con về thưa với Đức Giám Mục là mẹ mong có một ngôi thánh đường tại đây." Lời một cậu bé nhà quê kể lại với người lớn, với các linh mục và nhất là giám mục thì làm sao tin được. Cậu bé gặp Đức Mẹ lần thứ hai ngỏ lại ý ấy và Đức Mẹ bảo: "Mẹ sẽ cho con một dấu chỉ để Đức Giám Mục tin là con đã gặp mẹ." Bấy giờ đang là mùa đông, nhưng Đức Mẹ cho cậu bé John những bó hồng tuyệt đẹp gói trong chiếc áo tima là cái áo khoác truyền thống của người Mễ. Cậu bé hớn hở chạy vào nhà thờ gặp Đức Giám Mục. Sau khi kể lại là vừa gặp Đức Mẹ, cậu mở rộng cái áo choàng thì lập tức hoa hồng đổ tràn ngập trên sàn nhà. Đồng thời hình Đức Mẹ
in nổi bật trên chiếc áo của cậu như một bức tranh sống động mà người đời không thể vẽ được. Đức giám mục và mọi người sợ hãi quá cùng quỳ xuống vì tin đây phải là quyền phép của Đức Mẹ. Cậu bé John Diego ngước nhìn lên tấm áo của mình vừa được treo lên cao thì thấy bức ảnh Đức Mẹ sống động y như Đức Mẹ vừa hiện ra nói chuyện với cậu lúc nãy. Theo lời của John Diego, Đức giám mục trở lại địa điểm cậu bé đã gặp Đức Mẹ và xây vương cung thánh đường tại đó. Bức ảnh Đức Mẹ in trên áo cậu bé giờ này được treo trong thánh đường Guadalupe, một phó bản được rước đi khắp nơi và ở đâu giáo dân cũng đón rước rất trọng thể. Phép lạ lớn lao hơn nữa là chỉ trong vòng 10 năm đã có đến 8 triệu người Mễ, tức là người Aztec, trở lại đạo. Với nhiều nhà nghiên cứu, giáo sử thì Đức Mẹ hiện ra tại Mexico chính là để cứu người Aztec thoát khỏi những cảnh giết người dã man chỉ vì niềm tin mù quáng vào các tà thần. Chính vì thế Đức Mẹ Guadalupe chẳng những được tôn vinh là bổn mạng của Mexico mà là bổn mạng của cả vùng Bắc Mỹ. Trong các gia đình công giáo Mễ hoặc Mỹ, hầu hết đều treo ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Ngày nay Guadalupe là thánh đường nổi tiếng thế giới, hàng năm thu hút khoảng 20 triệu du khách đến hành hương kính viếng Đức Mẹ. Ở Ái Nhĩ Lan vào năm 1879, một buổi chiều mưa trước sân nhà thờ thuộc làng Nóc nằm trong quận Mayo, có khoảng 20 giáo dân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Cùng với Đức Mẹ có Thánh Giuse và Thánh John Tông Đồ. Chân dung ba vị này rực sáng, nổi bật trên cái nền sau lưng là bức tường mặt tiền nhà thờ. Trước mặt các vị ấy có bàn thờ và trên bàn thờ là con chiên con với các thiên thần bay chung quanh. Ý nghĩa chính của hình ảnh ấy là chiên Thiên Chúa như mọi người công giáo đều đọc trong sách thánh. Đó là sự nhắc nhở nhân loại đừng quên một chân lý là chiên Thiên Chúa đã hy sinh để cứu chuộc loài người. Hoạt cảnh ấy diễn ra kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau hiện tượng ấy, ngôi nhà thờ nhỏ đã biến thành thánh đường quốc gia và có đến 4 vị giáo hoàng đã từng đến viếng thăm. Người Ái Nhĩ Lan suy luận rằng Đức Mẹ hiện ra với họ cùng với Thánh Giuse và Thánh John Tông Đồ là một đặc ân vĩ đại để an ủi những người con Thiên Chúa của quốc gia này vì cha ông họ đã từng trải qua những thời kỳ bách hại tàn khốc trong lịch sử. Ái Nhĩ Lan là một nước nhỏ, một dân tộc nhỏ lúc nào cũng bị nước Anh khống chế. Lúc ấy cả Anh lẫn Ái Nhĩ Lan đều hoàn toàn công giáo. Nói đúng ra thì tất cả Âu Châu đều là công giáo, cho nên quyền uy của Đức Giáo Hoàng rất lớn, có khi lấn át cả thế quyền. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra làm rung động giáo hội là vua Henry VIII của nước Anh muốn ly dị vợ là hoàng hậu Catherine để lấy người khác vì Catherine tuy sinh con trai đầu lòng nhưng không nuôi được và đứa thứ hai lại là con gái tức công chúa Mary, trong khi vua Henry chỉ khát khao có một đứa con trai để nối dõi. Ông tự giải thích rằng chỉ vì ông lấy chị dâu nên bị chúa phạt. Hơn nữa, khi sinh Mary, Catherine vừa đúng 30, vua tuyên bố hoàng hậu đã già rồi không sinh được nữa, nên vua phải ly dị để lấy người khác mới hy vọng có hoàng tử. Ông xin phép tòa thánh nhưng Đức Giáo Hoàng không cho, ông liền cắt đứt quan hệ với La Mã và lập ra một tôn giáo mới gọi là Anh giáo và ông chỉ định hàng giáo phẩm, cho dịch thánh kinh sang tiếng Anh, đồng thời tuyên bố chấm dứt hôn nhân với hoàng hậu Catherine để cưới cô Anne Boleyn. Từ đó nảy sinh ra cuộc thanh trừng đẫm máu giữa những người trung thành với giáo hội La Mã, dân Ái Nhĩ Lan đa số không chịu cải đạo sang Anh giáo dù bị bách hại. Chẳng những thế, khi nữ hoàng Elizabeth, con gái vua Henry VIII lên ngôi, theo hẳn đạo Tin Lành của cha, người Ái Nhĩ Lan còn tổ chức 3 lần nổi dậy để lật đổ nữ hoàng, nhưng đều thất bại và dĩ nhiên đưa đến hậu quả là người công giáo Ái Nhĩ Lan bị trừng phạt rất nặng nề. Qua một dòng lịch sử thống khổ triền miên như thế, nên khi Đức Mẹ hiện ra, người công giáo Ái Nhĩ Lan tin rằng Mẹ muốn an ủi họ là những người luôn trung thành với giáo hội La Mã dù trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Thưa quý thính giả, tôi đã coi bao nhiêu phim, đọc bao nhiêu sách về chuyện tình vua Henry VIII của nước Anh
mà mỗi lần nhắc đến tôi vẫn thấy buồn man mác. Có lẽ Chúa đã xếp đặt để xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn, hay đúng hơn là một thử thách lớn cho giáo hội, cho nên vua nước Anh mới tách ra để thành lập Anh giáo. Catherine là con gái út của vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella đang cai trị nước Tây Ban Nha hùng mạnh nhất Âu Châu lúc bấy giờ. Khi Catherine mới lên ba, đã được hứa gả cho thái tử Arthur 2 tuổi của nước Anh. Rõ ràng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt vì mục đích liên kết đồng minh của hai nước, chứ không phải vì tình cảm của hai đứa bé hoàng gia. Bởi vì mới 2-3 tuổi thì đã biết gì mà yêu đương. Năm Catherine 16 thì cô lên thuyền hoa đi 3 tháng từ Tây Ban Nha sang London, có hoàng tử Henry 10 tuổi, em của thái tử Arthur, theo đoàn tùy tùng sang đón chị dâu về. Lấy nhau mới được có 6 tháng thì thái tử Arthur qua đời. Catherine trở thành quá phụ ngây thơ, ở lại nước Anh thêm 7 năm nữa để chờ em chồng là Henry lớn thêm chút nữa rồi sẽ lấy luôn. Cuộc hôn nhân thứ hai này cũng giống như cuộc hôn nhân thứ nhất, rõ ràng không thuần túy dựa trên tình cảm của hai người mà vì nhu cầu chính trị, bởi liên minh Tây Ban Nha và Anh quốc không thể để rạn nứt. Nghĩa là công chúa Catherine dù lấy anh là Arthur hay lấy em là Henry thì cô sang Anh cũng chỉ như một thứ con tin mà thôi. Như thế thì khi Henry 8 đòi bỏ Catherine, theo thiện ý của tôi thì giáo hội có thể cho phép, không cho phép ly dị nhưng cho phép hủy bỏ hôn phối, bởi cuộc hôn nhân ấy tự nó đã thiếu nền tảng đạo Công giáo rồi. Nhưng giáo hội cứng rắn quá khiến vua Henry 8 phản kháng bằng cách tách khỏi giáo hội và lập ra một tôn giáo mới là Anh giáo, để từ đó xung đột tôn giáo diễn ra triền miên, đưa đến biết bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi thật kinh hoàng từ Anh sang Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Người ta ước lượng vua Henry VIII chặt đầu khoảng 72.000 người, đa số vì không cải đạo sang Anh giáo. Đành rằng vua Henry VIII là kẻ quá tồi tàn chỉ vì không được bỏ vợ mà phản lại giáo hội, nhưng phía giáo hội nghiêm khắc quá trong trường hợp này, để mất cả một nước đang theo Công giáo cũng là điều đáng tiếc, nhất là thời ấy. Nhà thần học cải cách Martin Luther của Đức đã dám lớn tiếng phản đối giáo hội, mở màn cho các giáo phái tin lành mọc lên, rồi thêm Calvin ở Thụy Sĩ khai mào cho hàng loạt các nhà thần học cách mạng khác dám công khai bất đồng với La Mã, bây giờ lại thêm cả một nước Anh quay lưng lại thì phải coi là một khúc rẽ cực kỳ nghiêm trọng trong dòng lịch sử Thiên Chúa giáo. Nhưng thôi, tôi vẫn tin rằng tất cả những sự kiện lớn lao ấy đều do Chúa xếp đặt để trao thêm sự thử thách cho giáo hội. Nhìn vào cuộc đời vua Henry VIII, chúng ta lại càng thấy rõ sự gì Chúa đã an bài, thì dù vua Henry có dùng đủ mọi quyền lực trần thế, mọi thủ đoạn cũng không cưỡng lại được. Cả đời vua Henry VIII chỉ mong có một đứa con trai để nối dõi, bởi ông vẫn tin rằng nước Anh cần phải có một ông vua mới đủ sức lãnh đạo, chứ nữ hoàng không thể cai trị được nước Anh. Vì ý nghĩ chủ đạo ấy, ông bỏ Catherine phản bội giáo hội Công giáo để lấy Anne Boleyn, nhưng Anne Boleyn lại vẫn sinh con gái, ông liền vu cáo cho cô phạm tội phản nghịch rồi chặt đầu. Vì cần gấp con trai, 10 ngày sau ông lấy Jane Seymour. Được một năm thì Jane Seymour chết, ông lại lấy Anne of Cleves rồi ly dị ngay để lấy cô Catherine Howard 19 tuổi. 2 năm sau ông chặt đầu bà vợ thứ năm này vì khám phá ra trước khi lấy vua cô đã có người yêu rồi. Vua lấy cô vợ thứ sáu là Catherine Parr. Bà này sống sót vì vua chưa kịp làm gì thì vua chết vì mập quá. Ông chết trong sự đau buồn vì không có con trai, nghĩa là nước Anh không có vua. Nhưng hóa ra, nước Anh trở nên cường thịnh toàn nhờ đàn bà, tức là các nữ hoàng. Đầu tiên là nữ hoàng Elizabeth, người con vợ thứ hai là Anne Boleyn mà vua đã chặt đầu. Sau này các nữ hoàng Victoria và Elizabeth đệ nhị đều là những khuôn mặt sáng giá chứ đâu cần phải có vua. Như vậy, Anh giáo chính là Công giáo tách ra. Sau mấy trăm năm, giờ này nhiều giáo sĩ Anh giáo muốn quay trở lại với La Mã, mà cái gốc Công giáo và tông truyền, mà có thể bây giờ họ mới nghĩ lại.
ánh trăng vàng đêm rằm tháng tám, trăng sáng ở vắng vẳng ở trăng đầy phúc âm, trăng dưới gót vàng chân mẹ trong trăng, trăng dương đưa mẹ thanh nữ trinh này về thiên đình. Thưa quý thính giả, nói về các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới thì người ta sẽ phải nghĩ ngay đến Lộc ở miền nam nước Pháp mà chúng ta gọi theo phiên âm tiếng Việt là Lộ Đức. Phong cảnh của Lộ Đức rất đẹp, gần gũi thiên nhiên vì kề cận dãy núi Pyrenees ngăn đôi biên giới Tây Ban Nha. Năm 1858, vùng này còn là đồi núi hoang vu. Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với cô gái quê Bernadette 14 tuổi. Đức Mẹ cũng yêu cầu ngay là muốn nơi đây có một ngôi đền thánh đường Đức Mẹ. Đã làm phép lạ cho một suối nước từ trong đá chảy ra, cho đến nay dòng suối ấy vẫn chảy chan hòa, người ta lấy để uống, để tắm và nhiều người được chữa lành bệnh. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 ban bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã xác nhận lại điều đó cho thế gian biết, và thông điệp chính của Đức Mẹ ở đây là cầu nguyện và thống hối. Với cá nhân tôi, Lộ Đức là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất trong những thánh địa mà tôi đã có dịp đi hành hương. Tôi đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1982, ngay sau đám cưới của vợ chồng tôi tại Paris, mặc dầu lúc ấy bà xã tôi không phải là người Công giáo. Mãi đến năm 2012, sau 30 năm chung sống, bà xã tôi mới rửa tội. Tuy vậy, kể từ lần đầu năm 1982 đến nay, vợ chồng tôi đã trở lại Lộ Đức thêm khoảng 7 lần nữa. Có khi chúng tôi đi riêng, cũng có khi đi chung với cả một nhóm nghệ sĩ, trong đó nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa. Từ Paris đi Lộ Đức bằng xe hỏa tốc hành chỉ mất khoảng 4 tiếng, ngang qua thành phố Bordeaux, lừng danh về rượu vang của Pháp, là biết mình đang tới gần Lộ Đức. Trước khi đặt chân vào sân nhà thờ rộng mênh mông, du khách sẽ đi ngang khu thương mại sầm uất, tràn ngập các loại tượng ảnh, đặc biệt là tượng Đức Mẹ Lộ Đức, đủ kích thước lớn nhỏ. Làm quà cho người thân thì có các chai nước thánh hoặc tràng hạt hay thánh giá, nhưng quý hơn là tượng Đức Mẹ giống hệt như hình ảnh Đức Mẹ lúc hiện ra với thánh nữ Bernadette, có mặc áo choàng màu xanh khăn trắng. Mỗi lần đến Lộ Đức, cái khung cảnh, cái không khí làm tâm hồn mình lắng đọng, quên hết những xôn xao của cuộc sống. Du khách đủ thuộc các sắc dân, các màu da, hàng hàng lớp lớp những người ngồi xe lăn được thân nhân đẩy đến xin Đức Mẹ cứu chữa. Dĩ nhiên trong số đó có nhiều người không theo đạo, những người may mắn được lành bệnh, bỏ lại biết bao nhiêu cặp nạng làm chứng tích hoặc khắc tên trên tấm bảng tạ ơn gắn trên tường trong nhà thờ. Hành hương ở Lộ Đức tôi thích nhất là đi 14 đàng thánh giá. Mỗi trạm dựng tượng rất lớn và rất sống động quanh ngọn núi thật, từ chân lên tới đỉnh giống như đường lên đồi Golgotha ngày trước Chúa vác thánh giá. Núi không cao lắm nhưng ở tuổi tôi đã bắt đầu thấy mỏi nhừ hai chân. Tuy vậy lòng vẫn chan hòa niềm vui nên quên hết mệt mỏi khi leo dốc. Những nghệ sĩ Công giáo đi đàng thánh giá ở Lộ Đức là việc bình thường, nhưng ngay cả những người không Công giáo cũng hăm hở đi theo chúng tôi, và tôi thường giảng cho họ nghe về sự tích chịu nạn của Chúa Cứu Thế. Tôi vẫn đề nghị với mọi người rằng nếu có cơ hội, dù không phải là người Công giáo cũng nên đến viếng thăm Lộ Đức một lần để hòa nhập với hàng hàng lớp lớp người hành hương tràn ngập ở đó. Lần đầu tôi đến Lộ Đức năm 1982 so với bây giờ thì Lộ Đức đã khác hẳn, sầm uất hơn nhiều, với lượng khách hành hương trung bình khoảng 10 triệu người mỗi năm. Những khách sạn mới mọc lên hoặc những hotel cũ kỹ thời trước được sửa sang lại, và đặc biệt những năm sau này có thêm nhiều tiệm ăn Việt Nam rất nhiệt tình gặp gỡ đồng hương. Nhân nói đến Lộ Đức, tôi sực nhớ ra câu chuyện giáo sư Trần Văn Khê, tiến sĩ âm nhạc, kể lại trong hồi ký của ông. Giáo sư Trần Văn Khê chẳng những không phải là người theo đạo Thiên Chúa mà còn có khuynh hướng cộng sản, nghĩa là niềm tin tôn giáo trong ông rất mơ hồ.
Hồi du học ở Pháp khoảng năm 1953, sinh viên Trần Văn Khê bị bệnh lao rất nặng. Ông trích nhiều thuốc streptomycin đến nỗi tai bị điếc. Bác sĩ phải ngưng loại thuốc này để đổi sang PAS và Rimifong trị lao nhưng lại rất hại bao tử và thận. Thử nước tiểu thì thấy trong nước tiểu của ông có nhiều vi trùng lao, thận bên mặt bị lủng một lỗ lớn. Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang đã bị vi trùng lao làm cho sơ cứng lại. Bác sĩ quyết định sẽ phải cắt bỏ thận bên mặt để giữ lấy thận bên trái. Buồn quá, ông Khê xin hoãn giải phẫu đi viếng thăm mấy tỉnh miền Nam nước Pháp nhằm gặp gỡ đồng hương đa số cũng là sinh viên du học ở vùng đó. Ông mượn được chiếc xe Lambretta hai bánh chở người bạn tên Điệp cùng đi. Ông kể như sau: trước hết chúng tôi đi thăm thành phố Luộc, tức Lộ Đức, một vùng đất thiêng liêng của người Thiên Chúa giáo. Tôi không theo đạo Thiên Chúa, cũng không tin tưởng nên không cầu xin gì khi đến Lộ Đức. Nhưng sau đó, một việc lạ lùng xảy ra mà nhiều người cho là tôi được ơn trên khi đi qua vùng này. Bữa đó trời nhá nhem tối, tôi đang chở Điệp đi trên đường bỗng bị đèn pha của chiếc xe chạy ngược chiều rọi vào làm chóa mắt nên lạc tay lái, đâm thẳng vào một gốc cây. Hai chúng tôi nằm bất tỉnh bên vệ đường suốt 7 tiếng đồng hồ. Gần sáng một người đi ngang thấy vậy mới chở hai đứa vào bệnh viện. Tôi nằm tại nơi này 2 ngày, trong lòng lo lắng vì sắp phải mổ thận mà lại bị tai nạn. Bệnh viện điện thoại báo cho nhà dưỡng lao biết để đem xe đến đón tôi về. Tôi phải nằm nghỉ bồi dưỡng thêm 1 tháng cho lại sức hẳn rồi mới quay về Paris để mổ thận. Họ cho tôi xét nghiệm sức khỏe 1 lần nữa trước khi lên lịch mổ. Nhưng thật là lạ, kết quả chụp quang tuyến X khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Chỗ lủng trước đây trong thận của tôi giờ không còn nữa. Bác sĩ xem thật kỹ vẫn không tìm thấy dấu vết gì của chỗ lủng ấy. Lạ hơn nữa là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái vốn bị sơ cứng nay có dấu hiệu đang phục hồi. Thử lại nước tiểu thì không còn vi trùng lao. Khối u bên háng của tôi tự nhiên cũng nhỏ dần rồi biến mất. Khối u này to bằng trái cherry. Bác sĩ dự định cắt bỏ vì nó là ổ chứa vi trùng, nhưng nó đã tự động biến mất rồi. Tất cả xét nghiệm thử máu lại đều cho thấy kết quả tốt. Tôi không còn là một bệnh nhân như 2 tháng trước nữa. Bằng cách nhìn khoa học, có người cho rằng ông Trần Văn Khê gặp tai nạn, phải nằm bất tỉnh, tức là vừa trải qua một cú sốc cực mạnh, làm thay đổi cơ chế vận hành của cơ thể, làm máu huyết tuần hoàn điều hòa, cơ thể hấp thụ được thức ăn giúp ông chóng bình phục. Và vì vậy các chứng bệnh kia biến đi. Dĩ nhiên cách cắt nghĩ ấy nặng tính khoa học nhưng rất khó thuyết phục, bởi điều này hiếm khi xảy ra. Cho nên bằng cách nhìn của nhiều người chung quanh khi nghe ông kể lại thì đều cho rằng ông được sự cứu chữa của Đức Mẹ khi ông đến thăm Lộ Đức. Ông Khê kết luận, triết gia Hy Lạp Socrates có dặn rằng nếu vẫn còn nghi hoặc thì không nên khẳng định. Do đó tuy không dám khẳng định nhưng tôi cũng không phủ nhận giả thuyết này. Thoát được cơn bệnh hiểm nghèo một cách lạ lùng, tôi tạ ơn Đức Mẹ cũng như ơn trên đã giúp tôi khỏi phải trải qua cuộc giải phẫu cắt bỏ thận. Suy nghĩ của giáo sư Trần Văn Khê dè dặt nhưng đứng đắn. Không thể và không nên kết luận vội vã đó là phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức, nhất là đối với một người ngoại đạo như ông. Tuy nhiên ai đã đặt chân đến Lộ Đức ắt phải nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những tấm bảng tạ ơn gắn trên tường nhà thờ và biết bao nhiêu cặp nạng để lại đó, chứng tỏ quả thực phép lạ đã từng xảy ra ở nơi đây. Tất nhiên trong số những người may mắn được Đức Mẹ cứu chữa có biết bao nhiêu người không theo đạo Thiên Chúa, cũng giống như trường hợp giáo sư Trần Văn Khê. Chúc Trinh Vương không hề nhiễm tôi truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khí trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
Thưa quý thính giả, còn rất nhiều trường hợp Đức Mẹ đã hiện ra ở những địa điểm khác trên thế giới, nhưng tôi không thể kể hết ở đây, chẳng hạn như ở Betania gần Caracas, thủ đô Venezuela, Đức Bà Đen ở Ba Lan, rồi hai trung tâm Boring và Bano ở Bỉ, Naju ở Hàn Quốc, vân vân. Bây giờ tôi xin đi vào trọng tâm của bài này là Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha. Đây có lẽ là sự kiện hiện ra gần nhất với chúng ta xét về yếu tố thời gian, và cũng đặc biệt nhất ở chỗ là lần đầu tiên Đức Mẹ truyền giao những thông điệp cụ thể có liên quan đến đời sống chính trị và xã hội của thế giới. Người ta cho rằng lần này hiện ra đầu thế kỷ thứ 20, sở dĩ Đức Mẹ chọn một đất Âu Châu là vì Âu Châu trước đây từng là cái nôi quan trọng của Công giáo, từng cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo toàn cầu, từng chịu tra tấn, từng bị giết hại vì đức tin. Thế mà giờ đây, người từ giã thánh đường càng ngày càng đông, xã hội càng văn minh, khoa học, kỹ thuật càng tiến bộ thì con người càng trở nên ngạo mạn và rời xa đức tin. Họ quên hẳn một sự thật là tất cả những tiến bộ vật chất, những bộ óc thông minh của nhân loại đều do Chúa ban cho, chứ không thể tự nhiên mà có được. Đức Mẹ ban bố thông điệp Fatima có lẽ chính là nhằm phục hồi lại đức tin Công giáo đang sa sút ở Âu Châu ngày nay. Tôi đến Bồ Đào Nha 2 lần, nhưng chỉ ghé Fatima được 1 lần. Lần đầu năm 1989, tôi đi họp Hội Văn Bút Thế Giới trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Nơi đây, ông Christopher Columbus từng thực tập về hàng hải trước khi viễn du và tìm ra Mỹ Châu. Cùng với các nhà văn thế giới, tôi được vào thăm căn nhà ông Columbus, nơi ông sống với cô vợ là Philippa, người Bồ Đào Nha. Khi vợ ông chết để lại đứa con trai, ông Columbus đem gửi đứa con cho nhà dòng để tính chuyện ra khơi, nhưng ông vận động mãi không có triều đình nào ở Âu Châu tài trợ cho ông đi. May quá, năm 1492, nữ hoàng Isabella the Catholic của Tây Ban Nha đánh bật được cứ điểm cuối cùng của quân Hồi giáo ra khỏi Âu Châu. Là người cực kỳ sùng đạo, bà mừng quá tạ ơn Chúa và sẵn sàng bỏ tiền cho Christopher Columbus lên đường thám hiểm, vì ông hứa sẽ đưa các linh hồn nơi xứ lạ trở về với Chúa. Cho nên ông định sang châu Á, nhưng lạc đường sang tân thế giới mà ngày nay chúng ta gọi là Mỹ Châu. Căn nhà nhỏ của ông Columbus bây giờ được giữ lại như một loại bảo tàng mini, có trưng bày mấy khẩu súng, những thanh gươm và ống nhòm viễn vọng kính. Nói chung là những thứ mà tôi thường thấy trong những phim hải tặc thời xa xưa. Được thăm viếng di tích của một nhân vật lịch sử là Christopher Columbus, người tìm ra Mỹ Châu, tất nhiên rất thú vị, nhưng tôi lại cực kỳ nuối tiếc vì không được đến Fatima, vì phải theo lịch trình của toàn thể Đại hội Văn Bút lúc đó. Lần thứ hai, tôi cùng bà xã và mấy người bạn ở Montreal, Canada, chủ định đi hành hương nên bay qua Lisbon, rồi từ Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, có xe đưa thẳng đến thánh địa Fatima. Bồ Đào Nha là một nước nhỏ trông ra Đại Tây Dương và gần cả Địa Trung Hải. Đã có một thời oanh liệt, quốc gia này là tiền đồn chống quân Hồi giáo, bảo vệ thành trì Công giáo Âu Châu. Rồi sau đó, khi hết nạn Hồi giáo thì Bồ Đào Nha là nước tiên phong trong ngành hàng hải đi chinh phục thế giới. Người Bồ Đào Nha nói chung là hiền hòa, và tôi có thiện cảm sẵn với nước này, vì những giáo sĩ Tây Phương đầu tiên đến truyền giáo ở nước ta đa số là người Bồ Đào Nha. Hoặc dù không phải là Bồ Đào Nha, thì họ vẫn phải xuất phát từ Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, vì đó là đặc ân của Đức Giáo Hoàng dành riêng cho công lao của quốc gia sùng đạo này. Chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier hoặc giáo sĩ Alexandre de Rhodes, mà chúng ta thường gọi là cha đắc lộ, cùng nhiều nhà truyền giáo khác, tất cả đều đã đến thủ đô Lisbon trên đường sang Á Châu. Khi tôi đặt chân vào nhà thờ Đức Bà Cả ở Rome, vào nhà thờ Notre Dame de Paris, hoặc xếp hàng lên núi viếng Đức Bà Đen ở Barcelona, hay nhà thờ Notre Dame de la Carque ở cảng Marseille, lòng tôi luôn luôn bồi hồi xúc động vì khung cảnh trang nghiêm và sự vĩ đại cổ kính của đền thờ. Nhưng nỗi xúc động ấy không sâu xa bằng khi đến Fatima hay Lộ Đức, bởi nơi đây Đức Mẹ đã từng hiện ra
giữa cảnh trí đơn giản của thiên nhiên. Khung cảnh Fatima vắng lặng hơn, không phồn thịnh như Lộ Đức, đúng nghĩa là đất hành hương để tĩnh tâm. Nơi đây, trên ngọn đồi nhỏ Cova di Iria, làng Fatima, năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba em chăn cừu là Lucia 10 tuổi và hai người em họ là Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Hôm ấy là ngày Chủ nhật 13 tháng 5. Tháng 5 là tháng của các loài hoa đua nở, là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau khi ba em đi lễ về thì lùa đàn cừu ra cánh đồng như thường lệ, bỗng có một tia sáng chói lòa trên đầu. Các em tưởng là tia chớp báo hiệu trời sắp mưa, nên Lucia rủ hai em chuẩn bị đi về. Nhưng nhìn lên bầu trời thì không có dấu hiệu gì trời sắp mưa. Rồi bỗng thấy trên cây sồi, một phụ nữ trẻ đẹp tuổi chỉ khoảng 15, mặc đồ trắng toát, sáng hơn mặt trời, tay cầm tràng hạt, tỏa hào quang rực rỡ chung quanh. Dưới đây là lời kể của chính Lucia, nguyên bản bằng tiếng Bồ Đào Nha được dịch sang tiếng Anh, in trong cuốn Fatima from the Beginning, tức là Fatima từ lúc khởi đầu, của cha John de Maxi. Cuốn này in lần đầu năm 1950, đến nay đã tái bản 15 lần. Tác giả là một linh mục học giả người Ý đến Bồ Đào Nha để tìm hiểu, phỏng vấn nhiều nhân chứng và nhất là trực tiếp nói chuyện với sơ Lucia về hiện tượng Đức Mẹ Fatima. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe lời kể của cha De Maxi sau khi nói chuyện với sơ Lucia. Cha viết: nhìn thấy Đức Mẹ trên cây mà dĩ nhiên lúc đầu ba em chưa biết là Đức Mẹ, cả ba đứng chết lặng, á khẩu và cùng chìm trong vùng ánh sáng bao la. Đức Mẹ dịu dàng cất tiếng nói để trấn an các em: các con đừng sợ, ta không làm gì các con đâu. Rồi Đức Mẹ mỉm cười nhưng nét cười rất buồn. Tuy vậy, nụ cười ấy đã giúp các em lấy lại phần nào sự điềm tĩnh. Lucia lớn tuổi nhất thu hết can đảm hỏi: bà từ đâu đến? Đức Mẹ chỉ tay lên đám mây và đáp: ta từ trời. Lucia mạnh dạn hỏi tiếp: bà muốn con làm gì? Đức Mẹ trả lời: ta yêu cầu các con từ nay cứ ngày 13 mỗi tháng, cũng giờ này, các con lại đến đây để gặp ta. Liên tục trong 6 tháng, ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Đó là lần đầu tiên ba em gặp Đức Mẹ. Chỉ có mình Lucia nói chuyện với Đức Mẹ. Hai em kia tuy nghe được nhưng không nói gì. Đức Mẹ cho biết những ngày sắp tới các em sẽ gặp nhiều khó khăn. Rồi trước khi biến đi trong bóng mây sáng ngời, Đức Mẹ nói: hãy lần hạt mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Lucia nhớ những lời ấy nhưng không có ý niệm gì về chiến tranh hay hòa bình, vì đây là một vùng nhà quê hẻo lánh và an bình. Vốn là những đứa trẻ ngoan đạo, các em tin chắc đó là Đức Mẹ Maria. Suốt ngày hôm đó các em bàn về người đàn bà đẹp và bảo nhau không nên kể chuyện này với người lớn. Mọi người đồng ý, nhưng buổi chiều trở về, cô bé Jacinta 7 tuổi nhịn không được. Cô là người đầu tiên kể lại câu chuyện lạ cho mẹ mình nghe, rồi nhấn mạnh: mẹ ơi, Đức Mẹ dặn là phải lần hạt mân côi. Nước Bồ Đào Nha gần như toàn dân đều theo đạo Công giáo, cho nên việc Đức Mẹ hiện ra không thể là câu chuyện đùa giỡn. Từ trong gia đình, câu chuyện ấy lan ra khắp làng. Đại đa số không ai tin, người ta cật vấn rồi chế nhạo cả ba em. Bà Maria Rosa, mẹ của Lucia và cả ông bố đều bực bội vì con nói xạo hoặc bị bệnh ảo giác. Ông bà càng bực hơn vì nhà đã nghèo mà hết người này tới người kia chạy lại thăm hỏi, không còn thì giờ để làm việc nhà. Ba em nóng lòng chờ sự trở lại của Đức Mẹ lần thứ hai. Đó là ngày 13 tháng 6, nhưng ngày ấy chính là ngày lễ Thánh San Antoni, bổn mạng của giáo xứ, là ngày hội lớn sau thánh lễ mà toàn dân trong xứ không ai muốn bỏ qua. Bổn đạo trang trí cờ quạt, bông hoa dọc đường, chưa kể bữa ăn trưa tập thể miễn phí. Ba em Lucia, Francisco và Jacinta bỏ buổi lễ hội truyền thống ấy chính là một sự hy sinh để kéo nhau ra gốc cây sồi chờ Đức Mẹ. Gia đình các em thúc giục, thậm chí mắng nhiếc,
muốn các em tham dự lễ hội của giáo xứ. Ngược lại, chính các em lại năn nỉ cha mẹ theo các em ra đồi Cova di Iria, hy vọng được gặp Đức Mẹ. Cuối cùng thì có khoảng 50 người, đa số là các trẻ em, và những em cùng rước lễ lần đầu với Lucia, đi theo Lucia ra chỗ Đức Mẹ hiện ra. Mặc dầu khi Đức Mẹ nói chuyện với Lucia thì tất cả những người khác đều không thấy và không hiểu gì. Họ chỉ nghe như tiếng ong bay vo ve chung quanh mà thôi. Lần này Đức Mẹ dạy Lucia cầu nguyện, xin Chúa đoái thương tha tội cho các linh hồn khỏi xa hỏa ngục. Đức Mẹ cũng bảo Lucia cần phải biết đọc biết viết để về sau ghi lại các thông điệp của Đức Mẹ. Cũng lần thứ hai này, Đức Mẹ loan báo riêng cho Lucia một tin buồn là Francisco và Jacinta sẽ được Chúa cất về sớm, chỉ mình Lucia ở lại thế gian mà thôi. Lucia buồn rầu nói, một mình con phải đơn côi ở trần gian hay sao? Đức Mẹ phán một câu rất quan trọng, bởi tuy chỉ là nói trực tiếp với Lucia, nhưng thật ra là nhắn nhủ tất cả nhân loại. Đức Mẹ bảo, không, con không cô đơn, con đừng buồn. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường dẫn đưa con đến với Chúa. Từ trong làng, chuyện Đức Mẹ lan ra đến tháng thứ ba, tức là ngày 13 tháng 7, thì có đến 3.000 người từ khắp nơi đổ về Fatima để chờ đợi chuyện lạ xảy ra, và Đức Mẹ dĩ nhiên giữ lời hứa lại đến với các em ở vị trí cũ. Ở lần gặp gỡ thứ ba này, Đức Mẹ nói với Lucia và Jacinta những điều bí mật mà sau này giáo hội gọi là mệnh lệnh Fatima, và dặn hai em không được tiết lộ với ai ngoại trừ Francisco. Hôm ấy Francisco cũng được nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không nghe thấy Đức Mẹ nói gì. Mọi người khác thì chỉ thấy ba em quỳ chắp tay bên cây sồi mà không thấy Đức Mẹ, nên vẫn không dám tin có chuyện Đức Mẹ hiện ra. Ngay cả linh mục sở tại cũng nghĩ rằng đó là quyền phép của ma quỷ, bởi Chúa cho Satan một số khả năng phi thường. Báo chí, các nhà khoa học, các học giả thay phiên nhau chất vấn ba em, và điều đó làm cho các bà mẹ, nhất là mẹ Lucia, thêm giận đứa con gái bị bệnh hoang tưởng. Thậm chí có người lại cho rằng các em bị quỷ ám hoặc các em là phù thủy, mà hễ là phù thủy thì sẽ bị thiêu sống. Đáng nói nhất là ông thị trưởng Arthur Santos mới 26 tuổi, ông thuộc hội Tam Điểm, một phong trào đang lan rộng trên thế giới. Nói về hội Tam Điểm thì phức tạp lắm, chỉ xin tóm tắt, đây là một hội kín quy tụ nhiều nhân vật lỗi lạc, giàu có và quyền thế, có tham vọng chi phối các chính quyền trên toàn thế giới. Họ chối bỏ niềm tin vào quyền năng của Thượng Đế mà chỉ tin vào quyền lực của chính họ. Bởi vậy, khi nghe tin dư luận rất xôn xao trong địa hạt của mình về chuyện Đức Mẹ hiện ra, thì ông Santos liền cho bắt cóc ba em, nhốt riêng và thẩm vấn từng đứa một, bắt phải phủ nhận chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên các em đã có niềm tin vào Đức Mẹ nên sẵn sàng chết vì đức tin, không thể chối bỏ được sự thật. Các cha, thậm chí Đức Giám Mục và các học giả cũng thay nhau chất vấn ba em, nhất là sau khi Lucia nói thật là Đức Mẹ cho các em biết những điều bí mật mà em chưa được phép tiết lộ. Các em mệt nhoài vì những cuộc phỏng vấn gay gắt diễn ra không ngừng, kèm theo những dọa nạt dữ tợn. Ngày 13 tháng 8 thì cả nước Bồ Đào Nha đều biết tin hấp dẫn ở Fatima. Dù tin hay không, họ cũng hiếu kỳ kéo nhau về hàng chục ngàn người. Nhưng họ vẫn chỉ được nghe ba em kể lại sau khi các em gặp Đức Mẹ, chứ chính bản thân họ không thấy gì cả. Vì vậy họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngày ngày đưa đàn cừu đi ăn, ba em thường quỳ dưới gốc cây nơi Đức Mẹ hiện ra lần hạt mân côi, như lời Đức Mẹ dạy. Tuy có niềm tin vững chắc vào Đức Mẹ, nhưng ba em phải chịu đựng những áp lực lớn lao từ trong nhà ra ngoài đường. Nhớ lời Đức Mẹ dặn là phải hy sinh, các em không biết hy sinh thế nào, nên bảo nhau đem hết phần ăn ít ỏi của mình ra cho đàn cừu ăn rồi nhịn đói cả ngày. Ngày 13 tháng 9, cuộc hành hương từ khắp nơi đổ về Fatima ùn ùn như chảy hội. Từ một hai hôm trước, người ta đã kéo nhau đến căng lều hoặc ở trọ người dân trong vùng, giống như đại hội Thánh Mẫu Missouri hàng năm.
Đặc biệt lần này các linh mục chủng sinh tu sĩ nam nữ tham gia rất đông, mọi con đường dẫn đến Fatima đều tắc nghẽn, nhưng có một niềm vui là đại đa số dân chúng đã bắt đầu tin chuyện Đức Mẹ hiện ra là có thật. Bởi vậy mọi người đều vừa đi vừa lần hạt mân côi theo yêu cầu của Đức Mẹ qua lời Lucia. Gặp Đức Mẹ lần này, Lucia nóng ruột nói: "Thưa Mẹ, nhiều người cho rằng con đang lừa gạt họ. Họ đòi treo cổ hoặc thiêu sống con. Xin Mẹ làm một phép lạ để họ tin." Đức Mẹ nhận lời: "Tháng tới, tức là 13 tháng 10, Mẹ sẽ làm phép lạ." Lời hứa Đức Mẹ sẽ làm phép lạ vào tháng tới nhanh chóng loan ra trên cả nước. Khắp nơi nôn nóng chờ đợi, báo chí từ thủ đô Lisbon và các thành phố khác đồng loạt đăng tải. Có tờ loan tin đứng đắn, có tờ vẫn giễu cợt, có tờ giữ thái độ chờ xem, không kết luận vội vã. Cho đến gần ngày 13 vẫn còn nhiều người hăm dọa gia đình ba em, nhất là Lucia. Họ nói thẳng với bà mẹ Lucia rằng nếu không có phép lạ của Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 sắp tới, thì cả nhà bà nên trốn đi, đừng để chúng tôi thấy mặt. Bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, đang buồn vì dân chúng kéo đến dẫm nát hết cả vườn rau nhà bà, nay lại thêm lời hăm dọa ấy, làm bà càng chán nản. Ông bố cũng mắng con suốt ngày vì đã chế ra chuyện gặp Đức Mẹ. Cả cha xứ cũng khuyên Lucia nên tỉnh lại và thú nhận là mình đã bịa đặt. Tối ngày 12 cả nhà đã lên giường rồi thì bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, lật đật chui ra kéo con gái dậy và bảo: "Mẹ con mình đến đi xưng tội. Bao nhiêu người đã nói với mẹ rằng họ sẽ giết chết cả nhà mình, sẽ đặt bom cho nổ tan tành nhà mình nếu ngày mai Đức Mẹ không làm phép lạ cho họ thấy. Con nên đi xưng tội, ăn năn hối cải và dọn mình chịu chết." Lucia đáp: "Mẹ muốn con đi xưng tội với mẹ thì con đi, nhưng không phải về chuyện ấy. Con không sợ chết, con tin chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ giữ lời hứa ngày mai." Hôm sau 13 tháng 10 1917, cảnh tượng chưa từng thấy trên khắp các nẻo đường dẫn về Fatima. Hai tờ báo lớn là Odia và Siculo đã tả lại như sau: người đi bộ, người cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi trâu, xe bò, xe ngựa, xe hơi, xe đạp, mọi thứ phương tiện đều được tận dụng để đưa khách hành hương đến chờ phép lạ của mẹ Maria. Đa số là đến từ ngày hôm trước để hy vọng chen chân vào gần chỗ Đức Mẹ hiện ra. Các cửa hàng, quán xá, các tiệm buôn, các hãng xưởng đều đóng cửa vắng lặng vì người ta ùn ùn kéo nhau đi hết. Mới sáng sớm ngày 13, bình minh vừa ló dạng, trời đã âm u báo hiệu một ngày thời tiết rất xấu. Rồi đến khoảng 10 giờ thì mưa bắt đầu trút nước xuống. Trong khoảnh khắc tất cả những con đường đất biến thành bùn lầy, những chiếc váy dài của các bà, các cô bây giờ ướt sũng, kéo lê trên mặt đường lầy lội. Gió vẫn thổi vù vù và đoàn người như thác lũ không còn nơi trú ẩn. Giáo sư Amanda Garrett dạy Đại học Coimbra University có mặt hôm ấy, ước lượng số người là gần 100.000. Báo chí thì có tờ đoán là khoảng 70.000. Trời mưa thì mặc trời mưa, đã đến đây rồi thì họ kiên trì ở lại, đứng dưới mưa đồng thanh lần hạt mân côi. Riêng gia đình Lucia thì sáng sớm hôm ấy cả nhà đều khóc và đi theo con đến địa điểm chờ đợi. Bà mẹ đi theo con vì bà tin chắc hôm nay là ngày cuối đời của con. Đức Mẹ không hiện ra và làm phép lạ thì họ sẽ giết con gái bà, nên bà bảo con: "Nếu con chết thì mẹ muốn chết theo con." Ông bố cũng nói thế và mặc quần áo ra đi. Giữa sự nôn nóng chờ đợi của rừng người, đúng 12 giờ trưa, Lucia kêu lớn: "Xin mời mọi người im lặng, Đức Mẹ đang đến kìa." Quả thực Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi, mà cây sồi hôm ấy đã được kết đầy hoa chung quanh với những sợi ribbon rực rỡ. Lucia chắp tay ngước nhìn Đức Mẹ và hỏi: "Xin Mẹ cho con biết ý muốn của Mẹ." Đức Mẹ trả lời: "Ta muốn có một ngôi nhà nguyện ở đây để vinh danh ta là Đức Mẹ Mân Côi, The Lady of the Rosary. Hãy lần hạt mân côi hàng ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và người lính sẽ trở về nhà." Quý thính giả, chắc cũng biết chứ, mân côi là cách phát âm từ tiếng Hán Việt nghĩa là hoa hồng, rosa hoặc rosary.
Có nhiều nơi đọc là môi côi hoặc mai côi hoặc mai khôi. Như vậy Đức Mẹ Fatima có tước hiệu là Đức Mẹ Mân Côi, The Lady of the Rosary. Bởi việc lần hạt mân côi được mẹ nhắc đi nhắc lại đến ngày chót trước khi từ giã ba em mục đồng. Đó là lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ. Ngay sau đó Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay. Những tia sáng chói lòa từ hai bàn tay Đức Mẹ tỏa ra. Người bay bổng lên và những tia sáng ấy tập trung về phía mặt trời. Dân chúng không được thấy Đức Mẹ mà chỉ nôn nóng chờ đợi phép lạ. Bỗng Lucia kêu lớn: "Xin mọi người hãy nhìn thẳng lên mặt trời." Mọi người nhất loạt trông lên. Các trẻ em lập tức được nhìn thấy một cảnh tượng mà chúng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Đó là hình ảnh Thánh Gia, gồm Thánh Giuse, Chúa Hải Đồng và Mẹ Maria. Thánh Giuse mặc áo trắng một nửa ở trong mây, tay bồng Chúa Hải Đồng mặc áo màu đỏ, được nhìn thấy toàn vẹn. Đức Mẹ thì đứng bên phải mặt trời, mặc áo choàng xanh phủ đầu và cái áo choàng ấy buông xuống thân mình. Trước đám đông quỳ trước mặt, Thánh Giuse đưa tay làm dấu thánh giá ba lần như để chúc lành cho mọi người, rồi toàn bộ hình ảnh ấy mờ dần đi. Riêng người lớn thì được chứng kiến một phép lạ vĩ đại mà họ không thể hình dung nổi. Các ký giả hiện diện đã kể lại trên báo như sau: "Khoảng 1 giờ trưa thì trời bỗng tạnh mưa. Theo lời Lucia, chúng tôi nhìn thẳng lên mặt trời khổng lồ, rực đỏ mà lạ lùng là không hề bị chói mắt. Mặt trời bỗng dưng lập lòe như ngọn đèn lúc tối lúc sáng, rồi mặt trời bỗng biến đổi chiếu những tia sáng đủ hướng và đủ màu khác nhau như sơn phết lên các bụi cây, tỏa từng luồng ánh sáng rực rỡ trong không gian cũng như chan hòa trên đám đông. Điều kỳ diệu nhất là chúng tôi thấy mặt trời rất gần mà không hề làm nhức mắt chúng tôi. Có lúc mặt trời đứng yên rồi ngay sau đó lại nhảy múa, quay vù vù và tưởng chừng như sắp rớt xuống đè lên chúng tôi. Cả một khối lửa vĩ đại ấy, nếu rơi xuống thì không còn ai có thể sống được. Đó là giây phút kinh hãi nhất. Mọi người đồng loạt kêu rú lên: chúng ta sắp chết hết rồi, chết đến nơi rồi, mặt trời sắp rơi xuống trên đầu chúng ta. Lạy Chúa tôi, xin thương xót chúng tôi." Và họ làm dấu thánh giá và chắp tay thổn thức cầu xin Đức Mẹ cứu họ. Những tiếng khóc vang lên chen với tiếng cầu kinh của cả một rừng người. 10 phút sợ hãi qua đi, mặt trời trở về vị trí cũ và đứng yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đoàn người ồ lên thở phào, ngưng tiếng khóc để đổi sang lời cảm tạ và sám hối. Họ bịn xịn giải tán và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn lại mình thì thấy quần áo mới lúc nãy còn ướt sũng bây giờ đã khô hẳn. Họ kéo vào nhà thờ gần đó để đọc kinh cảm ơn Đức Mẹ, nhưng đã thấy chật ních người đang quỳ thành khẩn cầu nguyện và lần chuỗi. Từ ngày ấy, người ta gọi đó là phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima. Thưa quý thính giả, những chuyện sau đó chắc chắn quý thính giả đều đã biết. Hội Tam Điểm ra ngay chuyển đơn bài bác phép lạ, mặc dù chuyện xảy ra trước mắt ít nhất là khoảng 70.000 người, và quan trọng hơn nữa là phép lạ đã được Đức Mẹ báo trước. Nhưng không sao, dân chúng Bồ Đào Nha đều bừng lên trong lòng niềm kính yêu Đức Mẹ sau biến cố lớn lao ấy. Tuy vậy, cũng có những người cho rằng việc mặt trời nhảy múa biết đâu chỉ là một hiện tượng khoa học, chẳng hạn như nhật thực hay nguyệt thực. Chính bởi vậy, giáo hội không vội vã công bố đó là phép lạ, mà phải chờ đến 13 năm sau khi tất cả những chứng nghiệm của các nhà khoa học đều không cắt nghĩa nổi, giáo hội mới minh xác đó là phép lạ của Đức Mẹ, đúng như Đức Mẹ đã báo trước cho Lucia. Rồi Francisco và Jacinta được Chúa gọi về sớm như lời Đức Mẹ đã báo trước. Francisco 11 tuổi, Jacinta 10 tuổi. Đức Mẹ nói với Lucia ngay ở lần hiện ra thứ hai rằng Mẹ sẽ đưa Francisco và Jacinta về trời sớm, còn con sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được người ta nhận biết và yêu mến. Người muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ trên khắp thế giới. Từ đó Lucia vào tu viện đem theo những mệnh lệnh của Đức Mẹ mà người ta thường gọi là bí mật Fatima.
Đến giờ này thì cả ba điều gọi là bí mật ấy đều đã được công bố. Nói cho đúng thì chỉ có một bí mật, nhưng chia làm ba phần. Phần thứ nhất, Lucia được Đức Mẹ cho nhìn thấy hỏa ngục để nhắc nhở nhân loại ăn năn cầu nguyện, tránh xa tội lỗi. Phần thứ hai là chuyện cụ thể nhất trên thế gian, Đức Mẹ loan báo nước Nga sẽ trở lại, và điều này đã ứng nghiệm. Đức Mẹ không nói nước Nga sẽ được giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản, mà bảo nước Nga sẽ trở lại, có nghĩa là thế giới tự do không giải phóng được Liên Xô, mà chính Liên Xô tự mình từ bỏ chủ nghĩa vô thần để trở lại thành nước Nga. Đó là một phép màu, một điều kỳ diệu hiếm hoi trong lịch sử nhân loại, bởi làm gì có lãnh tụ nào đang cầm đầu một nước lớn, hay đúng hơn là cầm đầu cả một đế quốc cộng sản, mà lại từ chức và từ bỏ chế độ. Nhưng Chúa đã xếp đặt như thế, cho nên mới có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị người Ba Lan, mới có Tổng thống Reagan của nước Mỹ, và nhất là có Gorbachev nắm quyền ở Liên Xô. Tất cả ba nhân vật quan trọng ấy đã làm đổi thay lịch sử, cộng thêm công đoàn đoàn kết Ba Lan châm ngòi cho sự sụp đổ của Cộng sản Đông Âu. Tất cả những diễn tiến bất ngờ ấy đã tuần tự xảy ra để đúng như lời Đức Mẹ đã nói trước, là nước Nga sẽ trở lại và thế gian sẽ được một giai đoạn hòa bình. Hòa bình có kéo dài hay không là do con người. Tôi hay nhắc lại cái ý khi Chúa vừa ra đời, thiên thần đã hát câu bình an dưới thế cho người thiện tâm. Rồi hàng ngày trong thánh lễ, vị linh mục chủ tế cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ bình an. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Tại sao như vậy? Vì đó là lời nhắc con người cần kìm hãm những tham vọng, vốn là nguồn gốc gây nên mọi sự bất an. Bởi vì bình an chỉ đến với người thiện tâm mà thôi. Bây giờ câu hỏi căn bản chúng ta đặt ra là Đức Mẹ muốn nhân loại làm gì khi người hiện ra ở Fatima? Thưa quý thính giả, cốt lõi của hiện tượng Fatima chỉ nằm trong mệnh lệnh thứ ba mà mới đây giáo hội đã công bố. Mệnh lệnh thứ ba ấy chỉ nhấn mạnh có hai chữ sám hối mà Đức Mẹ yêu cầu loài người. Hai chữ này Đức Mẹ cũng đã nhắc đến khi hiện ra với Thánh Nữ Bernadette ở Lộ Đức 59 năm trước. Bây giờ người nhắc lại một cách thống thiết hơn, vì nhân loại càng ngày càng tội lỗi. Mệnh lệnh thứ ba, Sơ Lucia ghi lại thị kiến mà Sơ được nhìn thấy trước, có đoạn mở đầu quan trọng như sau. Đây là lời Lucia: con thấy ở bên trái Đức Mẹ, đứng cao hơn một chút, là một thiên thần tay trái cầm gươm, mà lưỡi gươm ấy đang bốc cháy. Lửa từ thanh gươm bùng lên mạnh mẽ như muốn thiêu đốt thế gian. Nhưng Đức Mẹ giơ bàn tay, và những ánh quang rực rỡ từ bàn tay Đức Mẹ đã dập tắt ngọn lửa trên thanh gươm của thiên thần. Lập tức thiên thần chỉ bàn tay phải xuống thế gian và kêu lớn ba lần: hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội. Giáo hội đã cắt nghĩa rất rõ ý nghĩa của đoạn này. Lửa từ lưỡi gươm của thiên thần tức là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toan thiêu đốt thế gian, nhưng Đức Mẹ nhân từ đã ra tay ngăn lại, để bù lại người yêu cầu chúng ta phải ăn năn thống hối. Sau đoạn mở đầu ấy, Sơ Lucia viết tiếp về một thị kiến mơ hồ nhưng bi thảm mà Sơ được nhìn thấy như sau. Đức Giáo Hoàng dẫn đầu các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đi qua một thành phố đổ nát, xác người nằm ngổn ngang thất thểu. Đức Giáo Hoàng leo lên một ngọn núi dốc đứng. Khi lên tới đỉnh núi, Ngài quỳ trước một cây thánh giá lớn thì bị đám lính bắn hàng loạt tên và đạn. Ngài gục xuống chết cùng với tất cả những người đi theo Ngài. Hai bên thánh giá có hai thiên thần, mỗi thiên thần cầm một bình nước thánh bằng pha lê để đựng máu các vị tử đạo, và thiên thần vẩy máu ấy trên các linh hồn đang tìm về với Chúa. Đó là tất cả những gì Sơ Lucia công bố mà chúng ta thường gọi là mệnh lệnh Fatima thứ ba. Nhiều người đã thất vọng vì qua bao nhiêu ngày tháng nóng lòng chờ đợi, cứ tưởng rằng mệnh lệnh thứ ba phải tiết lộ những gì ghê gớm và cụ thể hơn. Nhưng chỉ có thế, mà như thế là quá đủ rồi. Đòi hỏi của Đức Mẹ nghe thật đơn giản, nhưng con người chúng ta vốn yếu đuối,
chưa chắc đã làm được. Mẹ chỉ yêu cầu một điều là muốn tránh sự trừng phạt của Chúa thì phải ăn năn thống hối. Nghe dễ nhưng thực hành không dễ chút nào. Tổng kết lại, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima chỉ truyền đạt cho nhân loại hai yêu cầu chính là lần hạt mân côi và ăn năn thống hối. Suy cho cùng thì lần hạt mân côi chính là con đường giúp chúng ta ăn năn hối cải, chứ không phải chỉ đọc kinh suông cho có. Bởi vì Chúa đã từng dạy không phải cứ kêu lên lạy Chúa tôi mà được vào nước thiên đàng. Nhiều người chắc còn nhớ chuyện Thánh Dominico, tiếng Việt chúng ta thường gọi là Thánh Đa Minh, vì đọc theo phiên âm tiếng Pháp là Dominic. Ngài được Đức Mẹ hiện ra và bảo đi giao giảng kinh mân côi. Một hôm, Ngài quỳ trước cửa nhà thờ Puri đọc kinh mân côi thì bất chợt Đức Mẹ hiện ra bảo: "Con hãy hái cho mẹ những bông hồng đẹp nhất để mẹ cứu các linh hồn." Thánh Dominico hỏi lại: "Xin mẹ cho con biết tìm đâu ra những bông hồng đẹp nhất." Đức Mẹ đáp: "Bông hồng đẹp nhất chính là kinh Kính Mừng mà con vẫn đọc hàng ngày." Thánh Dominico hiểu ra ngay, điều giản dị lại là điều lớn lao nhất. Ngài hiểu tại sao kinh Kính Mừng lại mang ý nghĩa quá quan trọng. Bởi vì kể từ khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, tức là bắt đầu tiến trình ngôi lời nhập thể, bắt đầu công cuộc cứu chuộc loài người. Nội dung kinh Kính Mừng gồm có những lời của thiên thần đến nói trực tiếp với Đức Mẹ: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà." Và đoạn kế tiếp là lời của bà Elizabeth, chị họ của Đức Mẹ, chúc mừng Maria khi Đức Mẹ đến thăm: "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ." Bà Elizabeth lúc ấy cũng đang mang thai, và đứa con trong bụng bà đã nhảy mừng khi thấy Đức Mẹ đến thăm, bởi vì đứa con trai ấy sau này là Thánh Gioan Tẩy Giả, tức Gioan Bautista, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô, vì Ngài loan báo tin mừng cho mọi người biết Chúa sẽ đến. Thánh Dominico lập ra dòng Đa Minh, một trong những dòng có tầm ảnh hưởng vào bậc nhất của giáo hội, chuyên về thuyết giảng đức tin và truyền giáo. Các linh mục dòng này thường ghi hai chữ OP, viết tắt của tiếng Pháp là Ordre des Prêcheurs. Khi lập dòng Đa Minh, Thánh Dominico yêu cầu các tu sĩ đọc mỗi ngày từ 100 đến 200 kinh Kính Mừng. Nữ tu dòng Đa Minh cũng vậy, có nữ tu tên là Stefania, mỗi ngày đọc 150 kinh Kính Mừng trong suốt 50 năm. Thánh nữ Margarita, con vua nước Ba Lan, thì mỗi ngày đọc 1.000 kinh Kính Mừng. Thánh nữ Margarita de If thì mỗi ngày đọc 400 kinh Kính Mừng. Còn vua Louis thứ 9 của nước Pháp thì mỗi ngày đọc 50 lần. Tại Thụy Sĩ thế kỷ thứ 14, mỗi nữ tu đều đọc tới mỗi ngày là 150 kinh Kính Mừng. Linh mục Romeo de Livia, sáng lập tu viện Lyon, mỗi ngày đọc 1.000 kinh Kính Mừng. Còn biết bao nhiêu thánh nhân hoặc những giáo dân đạo đức ngày ngày tìm đến với chàng hạt mân côi như tìm đến một tổ ấm để nương náu tâm hồn mình. Có lẽ nhờ cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của kinh Kính Mừng, nên thi sĩ Hàn Mạc Tử của chúng ta đã viết Ave Maria có những câu ca ngợi Đức Mẹ như sau: "Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người đến truyền tin cho Đức Mẹ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời để ca tụng bằng hương hoa sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đỗi anh linh." Thưa quý thính giả, trở lại với mệnh lệnh Fatima, khi vị linh mục được giáo hội giao cho công việc lo thủ tục phong thánh cho Francisco và Jacinta, cha đã đến tu viện để gặp sơ Lucia. Vừa gặp, Lucia nói ngay với vị linh mục rằng: "Thưa cha, con xin trình với cha là Đức Mẹ không hài lòng vì nhân loại không thi hành mệnh lệnh Fatima, không ăn năn hối cải. Chúa sẽ trừng phạt thế gian nặng nề chưa từng có. Đức Mẹ nói là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi trái đất. Con không muốn làm người ta hoảng sợ, nhưng chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi. Cần gióng lên một tiếng nói nhắc nhở về mệnh lệnh thứ ba của Fatima như thiên thần đã cảnh báo. Tùy theo hoàn cảnh và sáng kiến của mỗi người, chúng ta phải ăn năn sám hối.
sửa đổi đời sống của mỗi người. Đó là những lời tha thiết của nữ tu Lucia ở cuối đời nhắn với mọi người chúng ta. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm qua tôi đã thực hiện 90 băng đọc truyện, nội dung dàn trải trên nhiều đề tài khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết về tôn giáo, về tín ngưỡng của mình, lần đầu tiên tôi mạo muội chia sẻ với quý thính giả những ghi nhận và cảm nghĩ lan man của một giáo dân ở tuổi đã trên 70. Chắc quý thính giả cũng giống như tôi, từ thuở ấu thơ đi lễ nhà thờ đã nghe ca đoàn hoặc cả nhà thờ cùng hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy nghi sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Bài hát đơn giản ấy đã tóm gọn tất cả sự kiện và thông điệp của Đức Mẹ Fatima, gồm có ba điểm là ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm và lần hạt mân côi. Năm nay kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima, chúng ta hãy nhắc nhau cùng hát lại bài này mỗi ngày, là một cách để nhắc nhở mình phải thực hiện thông điệp ba điểm trên đây của Đức Mẹ. Vì như lời Đức Mẹ đã hứa, có thực hiện được ba yêu cầu đó, chúng ta mới cứu được mình và cứu nhân loại thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hãy nhớ lời mẹ đã nói cùng em bé Lucia tại Fatima ngay trong lần hiện ra thứ hai rằng: con không cô đơn trên đời này. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ là nơi nương náu của con và dẫn đưa con đến cùng Chúa. Xin cảm tạ mẹ Maria, vì nếu không có mẹ đến với thế gian thì chắc nhân loại đã quên mất sự hiện diện cao vời của Thiên Chúa. Bởi vậy mỗi khi lòng chúng con bị lung lạc vì thế giới ngày nay quá hỗn độn, chúng con lại tìm đến với mẹ trong niềm tin chắc chắn rằng mẹ chính là nhịp cầu nối liền giáo hội, nối liền nhân gian với Thiên Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả. Cung chúc Trinh Vương, mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương.